Rồi, chào mọi người, anh em kiểm tra lại âm thanh ha. Lẽ ra bữa nay không có Zoom, ngày mai thì anh em học viên chúng ta sẽ học cái buổi về nghiên cứu ứng học. Cái lịch học là ngày mai học, nhưng mà hôm nay thì mình Zoom với anh em luôn, tại vì thấy cộng đồng đang than khóc ghê quá. Bitcoin nó sập dữ quá đúng không? Đấy. Cái lịch của mình hôm nay là mình đi coi cái phim mới ra, phim Wanda Forever gì đó, phim phần 2 gì đó, đang định đi coi nhưng mà thấy mấy anh em ăn ghê quá thì coi Zoom luôn, có lại Zoom luôn, cho nên hôm nay Zoom thì mấy anh em tận dụng, ví dụ muốn hỏi gì thì hỏi, cô biết cái nào cô giải đáp, cô hướng dẫn cho mọi người, hoặc là tư vấn về tâm lý giao dịch hay là quản lý vốn gì đó cho mọi người, hình như không ạ? Có nghĩa là cô hy sinh cái buổi đi chơi hôm nay của cô ấy mà cô Zoom mấy anh em, mà mấy anh em thuộc cái người mà kiểu mà trầm trầm tính á, ít nói á. Ví dụ như ai Zoom thì mở vô nghe chứ cô không dám hỏi gì, cô không dám nói gì, cũng cái kiểu đó thì nó rất là uổng phí đó. Còn ok, để xem có câu hỏi nào mình giải đáp cho mọi người ha. Để nhận định sơ qua về BKC trước ha, mấy anh em có câu hỏi thì cứ viết ra rồi mình nhận định sơ qua về BKC trước. Một cái kênh rất là xấu là BKC á, đây chúng ta view sơ qua về BKC, đây là phân tích kỹ thuật, hình dung không, chứ không phải là phân tích cơ bản. Vừa rồi á, BKC ở 4 giờ nó may mắn là nó đã thoát ra được cái cụm số R, nó nằm trên đây nè các bạn, nằm trên đây rồi. Nhưng mà sau đó tự nhiên cái thị trường nó đang đi lên ngon lành vậy đó, thằng Fed nó đập một phát mà không chết, đập lãi suất không chết, giá kéo lên lại. Nhưng mà sau đó thì gì, thằng CZ đó, nó chơi cái drama của nó làm cho thị trường sập chơi vậy đó. Nhưng mà rõ ràng các bạn nhìn cho kỹ thì rõ ràng cái này nó là cá nhân, nó không liên quan con mẹ gì đến hòa bình thế giới đó, chỉ là cái câu chuyện của hai thằng mặt lờ đó thôi, mà nó nói qua nói lại làm cho thị trường nó sập, hình như không ạ? Thì đó là có sập xong mà lên lại nhịp và sập tiếp nữa nè. Và các bạn biết á, ở trong cái lúc, một cái điều lạ mình đánh giá, một cái điều lạ là tại sao trong cái lúc mà uptrend như vậy á, có nghĩa là giá nó nằm trên sóng R rồi, 4 giờ nó nằm trên rồi, nó đã uptrend rồi, thì trong một cái nhịp lên như vậy và cái tỷ giá của USDT nó cũng đang tăng cao, cái tỷ giá USDT nó cũng đang tăng cao, mà cái tỷ giá của USDT nó cũng đang tăng cao nè. Có nghĩa là những cái người mua trước đó ở những cái ngưỡng giá trước đây nè, BKC mua những ngưỡng giá này nè, lên đây bây giờ họ đang lời về số lượng USDT. Họ đang lời về số lượng USDT. Hình như không? Và USDT nó cũng đang tăng cao thì bây giờ họ bán ra họ sẽ lời về chất lượng. Đúng cái lúc này thì đã có cái drama này làm thị trường nó sập. Mà các bạn nghiệm lại những cái lần mà thị trường mà cả hai thằng đều tăng, BKC đều tăng và đô đều tăng là coi chừng. Thế nào cũng có cái câu chuyện gì đó nó làm cho kéo thị trường xuống rất là mạnh. Đấy. Ok, giờ rồi lát chúng ta học về nghiên cứu, chúng ta phân tích luôn cái tướng của ông CZ luôn nha. CZ là một trong những cái người mà có cái chán là gọi là kim kê chiếu minh đường á. Rồi lát các bạn học cái đó là các bạn biết luôn cái thằng đó là như thế nào luôn. Ok, giờ mà nó chỉ nghiên cứu nó không có sai, nó coi rất là chính xác luôn. Nó thể hiện cái tính cách con người rất chính xác. Đấy. Còn nếu mà chúng ta biết kết hợp về thần khí chúng ta nhìn nữa thì nó nhạy hơn, có thể là thay đổi được cái nhân tướng là từ cái đó. Rồi BKC nó đã phá vỡ cái trend tăng này rồi, nó đã nằm dưới sau này R rồi, một cái nhịp test xong nó bật nó rớt xuống và cái vùng hỗ trợ này cũng đã bị hỏng rồi, thì khủng rồi, cái vùng 18k nè, 18k5 ở đâu đó vùng này là bị hỏng rồi, bị vỡ rồi. Thì các bạn biết á, nó mà bị vỡ rồi á thì chúng ta học lý thuyết đau rồi, nó sẽ tìm đến cái đáy gần nhất, đúng không? Không có cần cao xa, không có cần ghê gớm gì hết á, nó sẽ tìm đến đáy gần nhất. Mà chúng ta nhìn lại lịch sử trước đó nè, nó có hai cái vùng đáy, nó có hai cái vùng hỗ trợ. Một là vùng hỗ trợ chỗ này, nó chỉ một cái vùng ngắn chỗ này, nó không có mạnh, cái vùng này nó không có mạnh. Tại sao lần trước nó rớt về vùng này xong nó giật lên mà nó không thủng? Thứ nhất, vùng này nó là vùng hỗ trợ và nó không có mạnh. Đây, lần trước nó đã có một lần nó rớt về cái vùng này và bật lên rất là mạnh, và bây giờ cũng như vậy. Ok chưa? Bây giờ cũng như vậy. Ok chưa? Ở đây có khả năng nó bật lên nữa hay không? Thì nó các bạn là có, và khả năng rất cao luôn chứ không phải là thấp. Khả năng rất cao luôn. Và nếu như mà đúng về phân tích kỹ thuật mà chiến lược á, đánh Marine á, bây giờ mở D1 4 giờ mà nó nằm kiểu này bật sang 30 phút, chúng ta cần nhìn cái chiến lược 1 chúng đánh.
có đánh không có thôi, đánh bài bài ít 20 lên. Và nhớ là lúc đó các bạn đánh cái dạng đó đó, các bạn đánh cái dạng đó đó là đang bắt đáy, là đang bắt đau rơi, cho nên đừng đi nhiều tiền, hình dung không? Đánh đừng đi nhiều tiền, bay lên là ngược trend, ok chưa? Rồi cái vùng này khả năng bị khủng rất là cao, bởi vì ở đây nó đứt, ở đây nè là cái vùng hỗ trợ nó yếu. Chúng ta nhìn qua cái chạc cầu, đây chính là cái đỉnh cũ, đây chính là cái vùng giá đóng cửa đỉnh cũ, các bạn thấy không? Cái vùng này nè, cái vùng nãy chúng ta xem nè, và vùng này nè, đấy. Và bây giờ giá đang dao động vùng này, kịch bản nó rớt về 12.000 là cực kỳ cao, kịch bản nó rớt về 12.000 cực kỳ cao. Nhưng mà nhìn ở chỗ này á, trước khi nó rớt về 12.000 á, nó sẽ có thể nó sẽ có một cái nhịp hồi lên, hoặc nó đi theo kiểu này thì chắc chắn nó rớt về 12.000 nè. Nếu như cái vùng này nó khủng nè, mà nó đi theo kiểu này nè, nó rớt mà nó quay nó cách chỗ này thì lo mà chạy nha. Chắc chắn các bạn hầu như là có 90% nó rớt về 12k, lúc đó đợi 12k mua. Còn mà nó đi cái kiểu này nè thì coi chừng, chưa chắc à, nó áp khả năng nó lên lại á. Có khả năng đây là cái đáy luôn á, cái đáy của năm nay luôn á, khả năng sẽ lên lại rất cao. Cho nên nó sẽ có hai cái kịch bản. Thì đó cũng là cái mà cái giá trị mà viết cọt DSA nó giúp cho chúng ta nhìn thấy được điều đó. Chứ còn chúng ta học những cái cầm sàm, học những cái thần, học những cái khánh Elliot gì đó, nó ngồi nó vẽ nhăn vẽ cụi gì đó, đố ông nội nó vẽ được cái nhịp tiếp theo của nhịp sóng này, ok chưa? Tại vì nó làm sao nó biết được cung cầu thời điểm đó như thế nào mà nó vẽ trước được, thành vô không ạ? Đấy, còn đây là cái gì? Cái đây cái mô hình M, chúng ta học mô hình thần thánh, chúng ta học đúng không? Nếu mà zoom nhỏ ra về đáy cũ chỗ này coi có cái gì đâu. Có phải nếu như đây là cái chạc 5 phút hay là 30 phút là anh em mình ban marine liền nó hồi lên là cao sell xuống, thậm chí hồi lên chỗ này nè, hồi lên chỗ này là còn sell mạnh, nó sell xuống, đúng không? Marine nhớ không? Cái mô hình này học rồi, chẳng qua mở cái chặt lớn hơn, chúng ta nhìn chúng ta không đủ kiên nhẫn, chúng ta đợi, chúng ta sợ, ok chưa? Rồi đó là nhìn về BKC. Và bây giờ chúng ta mở thử A phút, chúng ta thấy là có những cái cây chiến lược một hay không? Có không? Ở đây là có một cây, đúng không? 3 phút ở đây có một cây giật lên rồi, bây giờ thì chưa. Nó quay lại nó test vùng này nữa thì chưa có. Rồi vậy thôi, có chiến lược 1 thì X20 lên được không thôi, canh lên sell xuống. Marine nó rất đơn giản các bạn. Các bạn biết tại sao hôm nay cô vẫn rảnh mà cô có thể đi coi phim, đi chơi, nãy cô đi tập gym xong rồi cô đang định coi phim á, nhưng mà thấy vậy anh em mọi người vậy cô quay lên cô zoom. Tôi vẫn cho các anh em để các anh em phát cái tâm lý, giải phóng cái tâm lý hiện giờ như vậy. Thực ra đánh Marine nó thoải mái lắm, do nhiều khi chúng ta nghĩ sai á, cho nên chúng ta đầu tư không đúng á, chúng ta bị những cái nhịp thị trường nó giật kiểu này, chúng ta hoảng loạn, nó ảnh hưởng đến tinh thần. Tôi vẫn đi chơi phà, có con mè đâu mà cô nói các bạn, cô cháy cô vẫn có, nhưng sáng nay cháy hai lệnh á. Các bạn đánh với Marine các bạn biết rồi đó, sáng nay cháy sao không cháy. Hôm trước là bị một lệnh âm, xong rồi tối hôm đó gồng tự nhiên cái hôm qua chứ, bị một lệnh âm, xong rồi CS nó phát biểu nó mua lại á, nó mua lại cái sàn FTT gì đó, xong rồi giá giật lên thì chốt lời xong á, mắt của chưa tôi mới rút cái thằng mới rút lãi ra để lại gốc 500, sáng nay cháy 500, nhưng mà vẫn thoải mái. Tại vì sao? Tại vì anh em cũng biết rồi, ngày 5 cây rồi, ngày 5 cây tháng 1 là tôi rút 4.400 mà, 4.400 mà, nên bây giờ cháy vài lần 500 cũng nghĩa địa gì đó, nên cầm đi nó rất là thoải mái. Chẳng qua các bạn view lại, các bạn nhìn lại thử xem thời điểm này các bạn đánh Marine các bạn bị nát, các bạn bị hoang mang, các bạn bị đòi nhảy lầu nhảy cầu rồi làm tình làm tội gì đó các kiểu đó, tại do đâu? Do mấy ông đi volume lớn on in, thậm chí không phải mấy ông không đâu, mấy ông đừng có buồn ha, mấy ông chưa là gì đâu. Hôm qua anh em trong nhóm học viên các bạn học, các bạn hôm qua ai tham gia trong nhóm học viên á, zoom trong kỳ học viên, hôm qua có một bạn cháy 32.000, tôi zoom tôi nói cái câu chuyện đó mà tôi nhìn nhầm á, bạn đó gửi cho tôi lại cái hình bạn nó cháy 320.000 còn 9.000 chứ không phải là 32.000. Mấy ông cháy làm gì bằng ta, làm gì bằng trong anh em nhớ viên, đúng không? Người ta có học đấy, người ta luyện đấy, người ta còn gì như vậy đấy, hiểu tại sao không? Thực ra các bạn có nói bây giờ không chừng 320.000, có nói 32.000 đã làm cái rất là sai lầm rồi. Tại sao? Tại vì á, Marine là một cái trò game mà nó chỉ làm giàu trong ngắn hạn, mà mấy ông bỏ một cái khoản tiền lớn vô là mấy ông có ăn rồi. Hình như một cái thằng, các bạn phải hiểu là một cái người cao thủ mà người ta thực sự có thể kiếm tiền được từ Marine, nó đéo thằng điên nào bỏ 20.000, 30.000 vô đánh á.
mấy thằng mà bỏ ra như vậy con nói đời nó nát chắc luôn, giá rẻ vậy chứ lúc mà đụng cái lúc mà thị trường nó đi xuống hay là biến động giống vậy nó đi thiền, nó đi thiền. Tôi nói thật các bạn nghiệm là có phải hay không. Còn cao thủ thật sự á, nó cầm 500 nó đánh lên á 2.000 3.000 4.000 nó rút, nó làm như vậy hoài luôn. Đó, thật những cao thủ, những cao thủ thật sự là nó cầm một cái, đối với nó là một cái cọng cỏ lau, nó cũng là vũ khí nữa. Còn chỉ có mấy con gà đó là cầm dao to búa lớn rồi on in rồi đánh mấy chục ngàn. Các bạn mấy anh em tưởng cái thị trường marine là cái nơi cho mấy ông làm giàu đó, hả? Sai á nha, nhầm á nha. Nhầm á. Marine các bạn mà đi mà on in một cái khoản tiền lớn là gãy chắc luôn. Tại vì marine là đòn bẩy. Đòn bẩy mà ông cầm một cái tài khoản 20 ngàn, 10 ngàn, 20 ngàn mà ông biết 10 mẻ lên cái là 100 ngàn rồi. Đời ông có bao giờ cầm được 100 ngàn quản lý một cái dòng tiền 100 ngàn trong tay chưa? Tôi hỏi thật. Có cầm qua chưa? 100 ngàn có nhiêu đâu, có 2 tỷ mấy đúng không? Bây giờ là 2 tỷ rưỡi. Đó. Đúng không? Đúng không ạ? À? Cho nên tôi nói tự nhiên cái bỏ một khoản tiền lớn như Marine là cái gì? Marine nó là con dao hai lưỡi. Nó có thể là một cái máy, một cái thẻ ATM để anh em mình rút tiền đều đặn mỗi ngày là có và rất dễ luôn. Chỉ có một cái là rút rút xong rồi chê, ba bữa nay rút có được có 50 đô, bữa nay rút được có 100, tuần này rút được có 2.000 3.000 à. Mình giỏi như vậy tự nhiên cái tại sao mình phải chấp nhận một tuần mình rút 1.000 2.000 3.000 4.000 nhở, đúng không? Mình vừa đẹp trai mình vừa giỏi như vậy mình rất ư là này nọ thì một tuần mình phải rút tới vài chục chứ. On in đánh tăng volume lên rồi nát là đi thiền à, nát là đi thiền. Cho nên tôi nói các bạn có những thằng mà bây giờ nó đánh rất là giỏi, một tuần một ngày như vậy nó tỷ biết bao nhiêu tiền, là nó xứng đáng nhận những điều đó. Tại vì trước đó các bạn không biết nó đã phải trải qua biết bao nhiêu cái sai lầm, thấy không, ăn biết bao nhiêu mắm tôm, học biết bao nhiêu kinh nghiệm, tốn biết bao nhiêu tiền để đi những khóa học, họ xứng đáng nhận những điều đó. Ok, cho nên nhưng mà đừng có nhìn vô những cái thành quả của họ mà các bạn cứ nghĩ là dễ ăn, không có. Nó đều phải là luyện tập. Tôi nói cái tư duy này mà không không là ông anh em mình không có thoát khỏi đâu, thoát khỏi chữ nghèo. Ông nói nghèo nó kỳ quá, chưa giàu đi ha, cho nó sang. Học nhân tướng rồi phải biết nói giảm nói tránh chứ, người ta nghe người ta buồn. Nó chưa giàu, nó như vậy đấy. Cho nên bữa nay thấy mấy ông trên 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 cộng đồng than khóc, ủa cô quay trái nghĩa địa gì, trong nhóm học viên một anh cháy 320 ngàn chứ mấy. Mấy ông cháy kiểu đó, mấy ông khóc cái gì mà khóc, người ta còn tỉnh bơ. Các bạn biết không, anh đó còn 9 ngàn, lúc đầu cô tưởng là 32 ngàn á, tưởng 32 ngàn á. Xong sau khi cô zoom xong rồi anh nó gửi cho cô cái hình, cô chụp lại cho mọi người trong group chat học viên là ba trăm hai chục ngàn, 32 ngàn còn 9 ngàn. Thì cô mau nói với cái anh đó là bây giờ đừng có làm gì hết, giữ 9.000 đó. Cái điều bây giờ đang làm là không, cái điều bây giờ cần thiết nhất là không làm bất cứ cái gì hết, giữ 9.000 đó. 9.000 đó có thể kéo lên lại được 32.000 rất nhanh nếu như biết cách đúng, biết làm đúng cách, bứt lên các bạn nhanh lắm, thậm chí bứt lên được 32 rồi reset lại còn 10.000, cầm 10.000 bứt tiếp được lên 20 30 rồi rút tiếp, như vậy nó sẽ bứt cái tiền lên rất là nhanh. Còn bây giờ mà cứ cầm 9.000 cứ tiếp nối cái 32.000 muốn lấy lại mất chắc luôn. 32 xuống 9k mất là mất. 9k lên là được 32k hay không? Được. Nó có hai thứ. Một là vốn. Bạn vốn đủ nhiều thì bạn có thể bật lên được 32.000, 320.000. Còn vốn 9.000 không đủ nhiều làm sao bật lên 320.000? Nếu mà một thằng mà đã cầm 9.000 đô mà nó có thể nhanh chóng nó bật một phát lên được 320 ngàn thì bà mẹ nó bây giờ nó đi đánh cho Zimbabwe, nó đi đánh cho Venezuela, nó đi đánh cho mấy cái quốc gia rồi nó ngồi nó đánh cho phường xã ấp văn hóa như chúng ta, như như cái kit cho đi ấp văn hóa của chúng ta đánh làm con mẹ gì. Các bạn hiểu không? Cho nên chúng ta phải có một cái tư duy gọi là thực tế, má sống thật giùm tôi cái đây mấy ông. Thật. Cầm 9.000 sao đánh được 320 ngàn? Trừ khi gì, phải có thời gian, nó không có dễ chứ không thể nào nhanh được. Cho nên phải hiểu cái đó. Nói chung khi mà mất là mất, đừng có cố gắng nghĩ lấy lại. Các ông còn nghĩ đến cái câu chuyện mà các ông muốn lấy lại nhanh, mất luôn 9.000 còn lại luôn, mất luôn chắc chắn. Tại vì tôi bị rồi, tôi nói thật các ông, tôi bị rồi. Một trong những cái mà nó làm cho các ông cháy tài khoản á
là chính vì cái gì không? Không phải là đường giá đâu nha, không phải là đường giá đâu, mà là chính vì cái sự kết nối, không phải là lòng tham, mà là cái sự kết nối. Thằng nào mà đã thua từ 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 10.000, cầm 10.000 mà thua còn cầm 1.000, 2.000, các bạn coi nó đánh con mẹ gì nữa. Nó cầm 1.000, 2.000, nó ăn 200 đô, 300 đô là 20 đến 30% tổng tài khoản của nó vẫn không happy. Nó vẫn không happy, tại vì trong lòng nó lúc nào cũng cái 10.000 mất rồi, 10.000 mất rồi. Chính cái đó nó làm cho nó mãi mãi không có vui, và tâm lý nó luôn đi xuống và muốn gỡ gạc, cho nên đánh volume lớn là mất mất cái còn lại luôn. Cho nên anh em mình nói đây, anh em mình nhận ra cái điều đó ở cái giai đoạn sắp mặt lời kiểu này. Nếu mà các bạn quản lý vốn thì bây giờ các bạn như tôi đi coi phim, tôi đi tập gym thể thao thôi, có cái gì đâu, hôm nay thua ngày mai market còn đó, hôm nay bay không ăn ngày mai sale, vậy thôi, vẫn có khả năng ăn mà, anh hiểu không? Cho nên anh em mình thoát khỏi tâm lý đó. Rồi vừa rồi tại sao tôi nói cái nặng nặng nề cái việc này, có rất nhiều bạn ở bên cộng đồng luôn, má không quen không biết, nó tưởng tôi thiện lành lắm, nhắn tôi: anh ơi, chắc em bỏ cái ngành cái nghề này quá. Tôi nói: đúng rồi, em bỏ mẹ nó đi, bỏ đi, xóa mẹ nó luôn Telegram đi, em không phù hợp đâu, rút đi, rút đi, đúng không? Chứ bây giờ cái lúc mà lệnh xanh này nọ đang đánh cái lệnh xanh này nọ thì hưng phấn lắm, đến cái lúc gặp mấy lệnh đỏ mà xui xui cái lệnh đỏ là toàn đánh mạnh không, mà toàn all in không, mà xong mà cháy, bắt đầu nói: chắc em không phù hợp, nghỉ mẹ nó đi, nghỉ đi. Thật trò này là một cái trò quý sợ cọc, các bạn biết không? Nó không có dành cho những cái người mà tâm lý yếu, bu đi nhỏ, nó không có dành cho những người đó. Và để được một cái ngưỡng mà có thể rút tiền đều đặn của nó, thật với các anh em nó không có đơn giản đâu, nó phải là những cái trả giá. Có hai thứ các bạn phải trả, một là money, là tiền, ok chưa? Có nghĩa là gì? Thua đủ nhiều thì đủ đau, đủ thốn thì bắt đầu mới trân trọng đồng tiền, mới đi ít tiền lại, mới đi giảm volume lại, mới đi lệnh cẩn thận lại, có là tiền. Ok chưa? Còn biết thì bỏ tiền ra học, học nào cũng được, không quan tâm. Một là để thay đổi được điều đó, là một là money, tiền. Hai là thời gian. Bạn sống đủ lâu, bạn nhìn thằng khác nó chết, bạn nhìn thằng khác nó sai là bạn đúng, là thời gian, đúng không? Bữa nay không học được kinh nghiệm đâu sao đâu, 10 năm nữa học cũng được mà, vấn đề là sống được đến mức đó hay không. Cho nên có hai thứ nó tác, một là tiền, hai là thời gian, vậy thôi đó. Có nhiều ông mới bước vào thị trường này, các bạn biết không, chỉ cần thua vài lệnh thôi bắt đầu hoang mang rồi, em hoang mang quá, em trầm cảm quá. Có nhiều ông vui lắm, má không quen không biết, không có làm như thân lắm gì đó, làm như rất rất thân luôn á các bạn. Bà mẹ nó nhắn nhắn một cái đoạn văn mà không có xuống dòng luôn, mà bằng một gang tay á, bằng một gang tay của trên màn hình đó, mụ nội nó nhắn một phát mà thằng Telegram á, nó cắt ra làm hai tin nhắn luôn đó, chứ không phải là một tin. Trời ơi, cô vừa nhìn một cái cô delete liền luôn, cô lóc nó, cô delete liền luôn, cô không muốn đọc luôn. Tự nhiên đem cái rác thiên hạ vô đầu mình làm cái gì? Nó nhắn để nó kể về cái cuộc đời vượt khó của nó và gia đình nó và vân vân may may, lau nước mắt đứng dậy. Còn hai á, xóa Telegram, thề với ông bà đừng chơi trò tài chính nữa, quay lại chạy Grab đi, bán bột hoặc vịt lộn đi, làm cái nghề gì đó đi, ok chưa? Nó dễ lắm, còn cuộc đời chúng ta nó đơn giản lắm. Nhắm chơi ông nội đừng chơi, tâm lý ông nội đừng làm, mới thua có một chút hay là gì đó hoang mang, rồi cái lúc mà thắng thì không chịu rút lãi ra, đến lúc mà lệnh đỏ bắt đầu ngồi hoang mang. Câu hỏi thật, có bây giờ hơn ở đây khoảng 500 anh em đang ngồi nghe Zoom, bây giờ thị trường nó rớt giống vậy nè, không mấy anh em mình bỏ cái ngành này đi, xóa Telegram đi, xóa luôn tài khoản Binance, Huobi rồi Bingip, xóa mẹ nó đi, bỏ được không, bỏ được tổ nghiệp không, nó hỏi thật á. Hay là bà mẹ nó bỏ xong rồi ngày mai, bây giờ cực, ngày mai CZ nó điên điên nó phát biểu cái gì đó, bây giờ 17.600 nó bụp cái lên 18.000 mắt, hay là mình sai ta, không ấy mình đi vay tiền mình vô mình múc múc tiếp chứ uptrend lại rồi, có bỏ được không? Bản thân các ông không hiểu chính các ông nữa, có nói thật, các ông không hiểu chính mình nữa. Chơi gì chừng sao kêu người ta đòi, kêu người ta tư vấn cái gì, bản thân các ông còn không hiểu các ông nữa, các ông kêu người ta hiểu các ông để tư vấn cho các ông, không bỏ được, đúng không? Cho nên chỉ có cái cách thôi, một là bỏ, không bỏ được ok lau nước mắt đứng dậy đi, tiếp đi người anh em. Thật, ai kêu cho mạnh vô, hôm trước kêu rút tiền còn nhớ cái lúc mà 20.200 trên Facebook tôi còn luôn, tôi có báo là bây giờ nè tao rút tiền nè,
Đó, giá Bitcoin bây giờ đang là 20.200. Đây. Facebook cũng hay up mấy cái cầm sàm nè, nhưng mà mấy cầm sàm đó nó có giá trị lắm á. Mở cô up nè. Đó rồi. Tôi rút cái lúc là 20.200 và mỗi lần tôi rút á là nó giống như là một cái tín hiệu indicator mà mấy anh em trong group nói là mỗi lần tôi rút là thị trường thời gian sau có biến. Sau tháng 10 rồi. Hôm bữa rút là ngày 5 tây. Hình như có up bên bên Twitter. Facebook hay Twitter gì đó, nên coi lại xem. Đó. Cái đợt nó cũng có báo bên 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 cộng đồng đấy. Đúng không? Có nói Bitcoin bây giờ đang là 20.200 và sau đó từ 20.200 các bạn biết nó lên đến 20.700 mà nó lên đến 20.900. Nhưng mà tôi rút tiền có bỏ chạy rồi cây bà nó chứ bây giờ nó rớt còn 17. Từ 20.000 rớt 17 rớt hơn 3.000 đô. Kinh không? Gần 3.000 đô đúng không? Đó chỉ có đơn giản như vậy thôi, rút tiền chạy đi. Không đâu, cái lúc mà hả thị trường hưng phấn á, mọi thứ đều hoàn hảo, mấy ông không lo rút tiền. Các bạn phải hiểu là những cái lúc đó là cái lúc mà bọn tay to nó thanh khoản tốt nhất, các bạn biết không? Bây giờ Bitcoin lên nó đang lời về đô. Đô nó lại có giá nữa, bây giờ đô đổi ra Việt Nam đồng cả đống tiền thì bây giờ ngại gì mà nó không bán. Không phải tiền Việt Nam không mà tiền thế giới nó cũng vậy nữa. Cả đống tiền luôn nó bán chứ. Chốt chưa? Đấy. Cho nên chú ý mấy cái đó, hai cái nhịp đó đi. Còn ai ai mà theo dõi Zoom nhiều có nói cái trường hợp này nhiều rồi. Năm 2017 cái lúc mà Bitcoin nó đang thịnh đó. Các bạn biết Lenin nó đang thịnh á, Bitcoin 16.800 nó bụp nó lên rất là nhanh, lên 17, 18, 19 nó lên đến 19.000, 19.000 mấy luôn. Lúc đó đô lên có 27 chứ không phải là bây giờ 25 đâu. Và sau đó là nó sập một phát 3 năm sau chưa ngóc đầu dậy. Đấy. Ở đây có sếp nào tuyển nhân sự không? Em có cái bằng đại học ngoại ngữ cần sử dụng tới. Hình như anh thấy Grab đang 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 tuyển á. Với cái bằng ngoại ngữ đó thì chạy Grab là khá cạnh tranh đó. Đi đi qua đó làm đi thoải mái tự do hơn, chúng ta không phải đối diện với sếp. Em cháy hơn nửa năm mới xây được hệ thống không biết hệ thống gì. Chốt 50% lấy vốn rồi còn lãi đến TP mất thì thôi, đúng rồi. Nhưng mà hôm qua giống như hôm qua đó tôi báo mấy anh em, ai mà theo dõi liên tục bên cái bên cái channel mà riêng các bạn thấy không, tôi đi một cái lệnh sau cái lệnh mà bị thằng thằng CZ nó nói nó lùm xùm nó kéo thị trường xuống là cô bị ăn SL ngay 50% luôn, cô bay mẹ nó 270 mấy đô, lệnh sau quốc lên 500 đô và cô ăn 140 đô cái chốt, tôi chốt xong rút cái gốc 500 đô bỏ vô cầm trăm bốn cầm 140 đô với cầm một cái 200 mấy 270 mấy đô còn lại tôi đó, tôi đánh xong sáng nay cháy mẹ nó luôn, tôi kệ bà nó, tôi để luôn bơm bơm tiền vô đánh làm gì nữa, đợi nó ổn định rồi hoặc là ra cái chiến lược một rồi anh em mình mới nhảy vô đánh, hình như không có nhiều bạn ngộ lắm nha, các bạn nghiệm lại thử xem nha, cái lúc mà thị trường nó biến động mạnh á bà mẹ nó nhất quyết là nó phải vô vô không sell thì cũng phải buy, mà mỗi cái việc cái cô không hiểu. Thật tôi không hiểu, không lý giải được cái tâm lý của đám đông vậy vậy luôn á. Lúc mà thị trường biết đồng mạnh nó cứ một hai là phải vô, bây giờ không bay không anh, không ấy bây giờ sell nha anh. Trời ơi, má ơi, tôi nói tôi thì tôi đi đi đối với tôi cái lúc mà thị trường biết đồng mạnh á là các bạn phải hiểu tại sao nó biết đồng mạnh, là bởi vì nó bị cái yếu tố phân tích cơ bản là kênh đất á nó tác động vô, thì lúc đó các bạn phân tích kỹ thuật nó sẽ bị nhiễu, nó sẽ không chính xác nữa, mà trong khi chúng ta là những chiến binh mà dựa vào phân tích kỹ thuật để đi kiếm ăn mỗi ngày, mà trong cái lúc đó cái môi trường đó mà phân tích kỹ thuật chúng ta bị nhiễu chúng ta đánh làm mẹ gì, hoặc là nếu mà đánh á, đánh cho vì đam mê á, thì đi ít tiền thôi để cảm chạc cho vui thôi xong đúng không, tự nhiên lao vô làm gì ngon ngon đợi đợi nó ổn định lại xong chúng ta mới dùng phân tích kỹ thuật, có nghĩa là đợi cái thị trường nó tiêu hóa cái tin đó, nó đợi khoảng 24 giờ hay là một ngày hai ngày để cho thị trường nó chấp nhận cái tin đó, nó hấp thụ cái tin đó, nó tiêu hóa tin đó, thì lúc đó anh em mình mới phân tích kỹ thuật, anh em mình dùng cái thế mạnh của anh em mình đó, là phân tích kỹ thuật mới kiếm được tiền lúc đó, nhất quyết một thời non hạn biển một hai cái đòi vô lúc này làm cái gì mất tiền rất dở luôn thật.
Tôi nhìn cái, tôi nói thật các bạn, tôi nhìn cái tổng cái khối lượng mà các bạn giao dịch đó, tôi coi được mà. Tôi coi được tại vì mấy anh em đăng ký dưới cái đường link mà tôi coi được, mà tôi anh nhìn mấy ông đánh mà volume tăng khủng khiếp như vậy, cũng nói rồi, bay xong mẹ tụi bay rồi, đời tụi bay nát. Cái lúc mà thị trường biến động rủi ro nhất thì lại đánh nhiều nhất. Đúng không? Banh, banh sát. Các bạn biết hôm nay từ sáng đến giờ, giờ tiết lộ các bạn bí mật luôn mà không phải cần admin nào cũng nói. Sáng giờ thôi, tổng cái khối lượng mà tổng cái khối lượng giao dịch của mấy ông mấy bà bên nhánh cái trading đó, nó là 12 triệu rồi. 12 triệu volume là câu cầu volume tính luôn đồng bảy á, đã hơn 12 triệu rồi. Bình thường có 7 8 triệu, 4 5 triệu, 7 8 triệu, bữa nay mấy ông bước lên 12 triệu. Tôi ngồi tôi nói rồi, cậu bay xong mẹ cậu bay rồi. Mát một lát CZ nó quất cho một cây. Hồi chiều lúc đó 3 giờ tôi ngồi tôi thấy cậu ấy là xong rồi. Đúng luôn, nó CZ nó kéo xuống 17 ngàn. Bắt đầu trong rứt. Đòi đi thiền, đòi chạy ráp, rồi đòi ABCD. Thua. Ok, để cô coi có câu hỏi nào cô giải đáp tiếp cho mọi người nè. Anh em ra cầu gào to DMCS xong về làm lại cầu đầu là được, hợp lý, hợp lý. Mà các bạn biết đó, CZ là một lát học nghiên cứu các bạn sẽ, chúng ta phân tích về cái mặt của nó luôn, các bạn sẽ biết luôn nó là cái dạng, cái đầu nó thuộc là cái trán của nó và cái tóc của nó thuộc cái dạng mà kim cơ chiếu bên đường. Đàn ông á mà có cái trán đó đó, có cái tóc kiểu đó đó, tôi mở cái hình của anh ruột tôi lên đi chứ nói không nó không có vui. Rồi đây anh ruột, đây anh ruột, cái dạng mà chán mà kim cơ chiếu bên đường là nó cái dạng chữ M kiểu này nè đó, cái dạng này nè, sẵn đây chúng ta học luôn nha, tắt bớt mấy cái này đi đó. Các bạn thấy đàn ông mà có cái dạng chán mà nhìn giống cái mỏ gà cái này nè, thấy không ạ? Chữ M á, chữ M á, đầu tiên á là ông này chán cao nha các bạn, ông này chán cao và rộng nữa. Những cái người mà chán cao và rộng á thì ra rất là thông minh, thông minh trí tưởng tượng nhiều lắm, cao lắm, nhiều lắm, trí tưởng tượng xa lắm, nghĩ được nhiều trò lắm. À, các bạn để ý những cái người lãnh đạo không phải ở Việt Nam chúng ta mà ở châu Á, những cái người đó thì hầu như có làm lãnh đạo, làm vị trí lớn là cái trán của họ rất là cao, rất là rộng. Cao thế nào gọi là cao rộng? Dễ lắm, các bạn đưa năm ngón tay của các bạn ụp lên cái trán của các bạn, nếu mà nó vừa khít hoặc nó dư ra thì gọi là dư, là cái trán các bạn dư dư hơn so với cái năm ngón tay á, nguyên bàn tay năm ngón ụp lên để lên. Thì nếu mà nguyên bàn tay năm ngón các bạn nhỏ hơn cái vùng trán thì nó gọi là rộng. Ok, thì những cái người đó chỉ cần tượng nhiều lắm, chỉ cần tượng họ 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 hay lắm. Và đặc biệt nè, ông này nè là có cái mũi nhọn ở đây, cái này gọi là kim cơ chiếu bên đường. Thì những cái người này á, nếu mà cái kim cơ chiếu bên đường này mà kết hợp với cái mắt đào hoa thì cái người này hai vợ rất là dễ phản bội. Hai vợ mà các bạn biết rồi, ví dụ các bạn nhìn nhìn trên cái gương mặt của CZ kìa, đẹp chỗ nào các bạn nhìn gương mặt không? Cái mắt của ông này không hề nhỏ nha, mắt của ông này không hề nhỏ. Ông này đúng, các bạn nói đẹp cái mũi chính xác gì đó. Nhìn vào cái gương mặt này nó có một cái điểm là gì? Mũi và mắt của ông này rất là nổi bật, mắt đẹp đó. Cho nên nếu mà kết hợp cái này thì ông này rất là những cái người mà có cái kim cây chiếu bên đường này nè, và những cái người mà rất là gọi là sống nội tâm á, sống nội tâm cần phải suy nghĩ nhiều lắm ha, suy nghĩ nhiều lắm, họ hướng vào bên trong rất nhiều đó, hướng vào bên trong rất nhiều. Và có cái cặp mắt, cái kiểu mà cặp mắt này mà cái này cũng chưa gọi là đào hoa nhãn, cũng chưa gọi là đào hoa nhãn, mà kết hợp hai cái này thì những người này hầu như là hai vợ và dễ thay đổi, dễ thay đổi. Mà các bạn hình dung ra phân tích về nhân cứng học nó dễ lắm. Một cái người mà cái kiểu như vậy rồi thì ngủ chung với nó mà nó còn vậy thì mấy ông mấy bà là gì, cộng đồng là gì, nó luộc cái một, đúng không? Đó, còn phụ nữ á, phụ nữ á là hầu như là hai đời chồng nếu mà có cái kim cơ chiếu bên đường này ha. Tùy cái góc, cái góc này như 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 ông CZ là cái này nó quá rõ, nó to nè. Có những cái người nhỏ nhỏ, có những người nhỏ nó ít hay ít,
Thì thường mà nhìn cái này là nó có khả năng nha, nó có khả năng, nhưng mà khi các bạn mà nhìn nhìn cùng với cái ánh mắt á, mà những cái người đó mắt to mắt lộ, mắt to mắt lộ thì họ cảm xúc, mà cảm xúc rồi mà kết hợp với cái này của nó, các bạn 80-90% phụ nữ hai đời chồng. Bạn có bạn ra xem thử em, phụ nữ hai đời chồng có cách nào để hóa giải cái phần đào hoa hay không? Có là đào hoa là do gì? Là do cái mắt của chúng ta nó bị khắc thần khí, và nó bị cuốn vào những cái khác, nó bị cuốn vào những khác. Khi mà một cái người mà biết về đạo lý, biết về có kiến thức, biết về đạo lý, biết về nhiều thứ, thì lúc đó họ định lại được. Ví dụ ánh mắt của họ, ví dụ đi họ nhìn thấy tiền họ tham đúng không, nhưng mà họ biết về đạo lý, họ biết về nhân quả, họ biết về nhiều thứ, họ biết về cái việc là vô công bất thụ lộc. Họ nhìn thấy cái đó, tự nhiên cái họ thu cái mắt của họ lại liền, họ không có bị FOMO theo, mắt của họ bị cuốn theo, thành ra không bị hút theo đó. Cho nên một trong những cái cách mà để thay đổi được cái đó là thay đổi từ tâm tướng, là như vậy á. Thay đổi tâm tướng từ kiến thức, từ tư duy, từ đạo lý, từ này nọ, thì nó thay đổi làm cho ánh mắt của chúng ta là giữ lại được cái thần, không bị thoát thần. Ok chưa? Nên nghiệm lại thử xem, các bạn nghiệm lại thử xem xung quanh các bạn những người như vậy, coi lại cuộc đời nó và vợ tình tình cảm vợ chồng nó, xem thử đi. Ok chưa? Rồi, tôi trả lời tiếp cho một số người nữa. Xem qua chút chat DSI. DSI tăng coi còn mẹ gì nữa, đâu có gì đâu, coi con DSI. À, nhưng cứ học Samsung đi, đối với những cái người phương Tây nhưng cứ học chưa chắc chính xác, nó sẽ bị lệch, không có chính xác. Anh cho em hỏi, mắt có chấm vàng thì làm gì để hết? Em có thể hiểu, em có tìm hiểu thì do tiếp xúc nhiều với UV nên bị lão hóa. Anh nói là nên ngủ sớm 3-4 ngày trong một tháng nếu có thói quen thức khuya. Đầu tiên nó có hai loại, hai dạng. Một là trời sinh ra nó như vậy, nếu mà trời sinh ra như vậy là câu chuyện nó khác à. Còn nếu mà trong quá trình sống của các bạn mà nó bị nó trổ ra, nó có đó, nó hiện ra cái đó thì là câu chuyện khác. Ví dụ cái trường hợp thứ hai là cái này, như mắt của bạn này đang nói, mà mình nghĩ không phải là trời sinh ra đâu, mà là do trong quá trình sống nó hiện ra. Nếu mà trong quá trình sống nó hiện ra, nó có hai hướng. Một á là cơ thể của bạn đang có bệnh, nó trổ ra, nó nhắc bạn là cơ thể giống như bộ máy á, nó nhắc là bộ máy này đang đang hư á, mày lo mà mày đi sửa lại đi, cơ thể nó mới bệnh. Còn hai á là có thể cơ thể nó không có bệnh nhưng vô tình nó có nốt ruồi hay có cái gì đó, hay có cái đường gân màu đỏ hay gì đó, là cái đó là cái gì, trời trời hay là ông bà nó nhắc mấy ngon mấy ông, nó nhắc các bạn, nó nhắc là đang đang chuẩn bị ra có cái điểm gì xấu đó. Hình như nó nhắc đây có cái điểm gì xấu, cho nên những cái người mà người ta có một cái tia lửa đỏ, người ta gọi là mắt có tia lửa. Mắt thì làm sao có tia lửa được? Thực ra đó là cái đường gân màu đỏ, hoặc là mắt nó bị cái gì trong đó, đó. Thì những cái rất là xấu đó. Hoặc là ứng đường mà bị sạm đen cực kỳ xấu, là hầu như là có vấn đề, thời gian sau là có vấn đề đó. Cho nên các bạn phải coi là đang cái trường hợp nào thay đổi thôi. Nếu mà do sinh lý hay là do quá trình sống mất ngủ hay gì đó thì chỉ có ngủ sớm khắc phục thôi, có gì đâu. Ok, để tôi kéo lên xem có câu hỏi nào nữa. Để ngang bàn tay hay dọc? Trời má ơi, để đo cái chán của mấy má đó, mấy ông mấy bà, thì theo các ông các bà để bàn tay thì nên để bàn tay của các ông ngang hay là dọc? Cô nói nếu mà các ông để bàn tay của các ông mà để bàn tay dọc á, mà để được vô năm để năm ngón vừa vô cái chán thì mấy ông là quỷ chứ không phải là người nha. Mấy ông là người ngoài hành tinh đó, giống như con alien đó, quỷ chứ không phải là người. Có những cái câu hỏi chúng ta cũng phải vận dụng những cái trí thông minh, những cái trí tuệ nó cơ bản một chút mà vậy cũng hỏi được nữa. Xin lỗi trước là tính tôi thẳng, thằng nào ngu tôi chửi ngu. Tại mấy ông có biết mặt tôi đâu, tôi ngại mẹ gì, đúng không? Người Việt chúng ta hay cả nể, mấy câu vậy cũng hỏi được nữa, quả quả thật các hạ quá là lợi hại à. Trong chuyện này thì anh thấy Samson là nạn nhân hay là chị của nó, cả hai mặt lờ này nó đều có vấn đề với nhau, hai thằng đều là bạn thân rất thân, canh đúng cái lúc uptrend này thì diễn tuồng,
Má diễn diễn vậy không biết, tự nhiên thị trường nó sập rồi không biết là con nó có âm thầm nó mua hay không, trời không có ai biết hết. Rồi thời gian sau hai thằng mắc tai hòa, con nó cười ỉa luôn. Tự nhiên thị trường nó biết uptrend, thà phép nó đập đi đúng không, cho thị trường nó sập tăng lãi suất hay gì đó, thị trường nó sập không nói, tự nhiên hai khứa này đưa chuyện cá nhân vô xong làm thị trường sập. Các bạn thấy có vấn đề không? Và các bạn biết tại sao, các bạn biết tại sao chứng crypto mãi mãi không bao giờ được là được liệt vô là chứng khoán, các bạn biết tại sao không? Tại vì không có minh bạch, rồi không có cái cơ quan thẩm định cái việc đó. Chứng khoán thì nó có đó, đó là lý do chính đáng nhất đó. Cho nên nếu mà có một cái cơ quan thẩm định thì đâu cho mấy thằng này, nó muốn làm trò gì nó làm, nó muốn làm giá, nó muốn làm gì nó làm, nó muốn cảm tính, nó muốn làm gì nó làm. Rõ ràng cái câu chuyện của CZ này là một cái chuyện rất sức là cảm tính, đúng không? Mà nhiều khi nó có tính toán trước rồi, hai thằng nó tính toán trước rồi, chúng ta cũng chả biết được, chúng ta cũng chả biết được. Ok, đây cô kéo lên nhiều câu hỏi quá. CZ nó cao cũng lắm, cô nói đánh Marine không có đánh bên đó là như vậy á, tại vì có ương này chỉ có là đánh spot thì cùng đánh bên đó thôi, đúng không? Còn đánh bên đó thôi. Rồi một điều nữa để nói hai phần bữa nay, nói về cái việc quản lý vốn nói sơ với mấy anh em, cho mấy anh em nắm sợ không đủ giờ, rồi một phần nữa nói về những cứng học cho các anh em, để anh em mình tự nhìn lại chúng bản thân mình xem thuộc cái tiếp người gì, hình như thuộc cái nhóm người gì, cảm xúc hay là gì, để chi cái đó rất là hay để các bạn biết. Nhiều khi các bạn không rõ chính các bạn bằng những cứng học đâu, những cứng học nó cho các bạn thấy rõ hơn á, để các bạn biết à, thì ra bản thân chúng ta là người cảm xúc chưa chắc là phù hợp với trade. Vậy chúng ta có thể không chơi mà chúng ta hold chẳng hạn, hoặc chúng ta có thể chơi được, chúng ta phải thay đổi, có cái cách thay đổi, ok chưa? Cái đó là cái giá trị của những cứ học vô trong ứng dụng đầu tư ha. Rồi về cái câu chuyện mà một cái rất rất là đơn giản, mình nói rất nhiều lần rồi, làm sao hiểu là làm sao để thị trường mà nó sắp mặt lệnh biến động mạnh như vậy mà chúng ta không phải nhảy lầu nhảy cầu, chúng ta không phải đi thiền, chúng ta không phải đi chạy ráp, nó đơn giản lắm. Nhớ giùm mấy tôi, đầu tư giá và giá trị, chọn đúng cái trò game, hình dung không? Các anh em suy nghĩ xem chúng ta đánh Marine là vì cái gì? Là vì Bitcoin có công nghệ blockchain, có tương lai nó sẽ là đồng tiền thế giới, nó sẽ lên 65k hả? Các bạn đánh Marine là vì cái gì các bạn? Các bạn nghiệm lại xem vì gì? Vì gì ạ? Vì Bitcoin bao năm nay giảm nhiều quá, hôm ấy anh em mình mua ủng hộ tụi nó một chút chứ thấy tụi nó tội quá đúng không? Có việc không? Vì tiền, vì money, vì USDT, vì giá, chính xác, vì giá là học, là người có học. Cho nên chúng ta kiếm được money từ Marine là từ đường giá, đường giá nó di chuyển, nó đi bao nhiêu pip, nó đi bao nhiêu giá thì chúng ta có tiền. Vậy thì nó up trend thì buy, down trend thì sell. Nếu đánh không đúng trend, rà lại, đánh lại là xong. Đúng không các bạn? Nó rất đơn giản. Vậy chúng ta sẽ có hai cái quan trọng mà chúng ta phải làm được. Một là chúng ta phải gì, lấy các bạn hãy lấy giấy viết ra ghi này. Một là gì, chúng ta phải có được cái tỷ lệ lệnh xanh nhiều hơn lệnh đỏ. Các bạn đánh 10 lệnh các bạn phải có bèo lắm 7 lệnh 8 lệnh xanh cái đã, có nghĩa là có được số lượng cái đã đúng không, đạt được cái tỷ lệ phân tích kỹ thuật hay gì đó không biết, còn các bạn xin kèo ai cũng không cần biết, miễn các bạn phải có được cái tỷ lệ lệnh xanh nhiều hơn lệnh đỏ cái đã. Có được cái đó rồi mới làm cái bước hai, là lúc đó đó chúng ta mới đi siết lại cái rủi ro từ lệnh đỏ, làm sao những lệnh đỏ đó mà chúng ta thua ít nhất có thể nếu như lệnh đỏ nó xuất hiện. Các bạn làm được hai bước này các bạn thành công trong Marine, đúng không? Đúng không ạ? Bây giờ con hỏi ngược lại, ví dụ ngày hôm nay hay là hôm qua thằng nào mà nó ngồi nó cháy mười mấy chục ngàn hay là mấy ngàn gì đó cháy, tại vì sao? Tại sao? Tại vì cái lúc mà xuất hiện lệnh đỏ thì đúng cái lúc đó cái volume và cái lượng tiền nó bỏ vô lại nhiều nhất. Xanh thì ăn vài phần trăm, đỏ cái ăn thua mấy chục phần trăm, đúng không? Đúng không? Hoặc là gì nữa, hoặc là nó không có tỷ lệ, nó không có được cái số 1, cái lệnh đỏ nó nhiều hơn lệnh xanh cho nên tài khoản nát là bình thường. Vậy chúng ta nghiệm lại, chúng ta làm hai bước. Bước một làm sao có cái này, cái đã muốn có cái này thì sao ạ? À, học phân tích kỹ thuật, luyện cảm trạng, có được cái này cái đã cảm trạng rồi, cái giai đoạn số 1 này nè, đừng có đi nhiều tiền quá,
Thành cái giai đoạn này là cái giai đoạn nâng, gọi là đi luyện giờ bay, luyện thực chiến, cày để nâng được cái tỷ lệ lệnh xanh nhiều hơn lệnh đỏ, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta ví dụ cái giai đoạn này đâu đó các bạn và đánh đâu đó có 1.000 lệnh đó, 300 lệnh, 500 lệnh, 1.000 lệnh đó, thì trong quá trình đi được cái số lệnh nhiều đó như vậy mà các bạn đánh nhiều tiền thì các bạn sao chịu nổi? Đi hết tiền thôi, cảm nhận nó, ok chưa? Đạt được cái tỷ lệ này cái đã, rồi sau đó mới xử lý lên cái câu chuyện là nếu mà lệnh đỏ thì tôi sẽ thu ít nhất có thể, hình dung không? Vậy thì làm sao? Cái việc mà rút lãi là một trong những phương pháp để giảm thiểu cái bước hai này nè. Có lời rút ra, thì đến lúc mà đỏ thì tôi thu vài trăm thôi. Ok chưa, đúng không? Nó đơn giản lắm. Ok đúng không ạ? Làm xong như vậy xong rồi nè, bắt đầu à. Có được cái này rồi mới quay lại cái câu chuyện là gì bây giờ? Margin là trò chơi ngắn hạn hay dài hạn? Spot, exchange là trò chơi là khoản đầu tư ngắn hạn hay dài hạn? Chứng khoán, bất động sản là khoản đầu tư ngắn hạn hay dài hạn? Tự hỏi bản thân xem, đúng không? Tự hỏi xem. Có nhiều ông á, bất động sản, chứng khoán á, vào xong rồi á, tuần hai tuần giá nó không có chạy, âm các kiểu, sợ quá cắt. Tại vì hai cái trò đó là trò game tài chính dành cho những cái người chơi dài hạn, nó không dành cho những người chơi ngắn hạn. Nhưng mà riêng mà chúng ta lại dùng cái tư duy đầu tư về dài hạn, chúng ta bỏ dùng cái tư duy đầu tư ngắn hạn, chúng ta bỏ vào một cái trò game dài hạn, xong chúng ta kỳ vọng nó có lời thì không có, có lời nhanh thì không có, đúng không? Ok chưa? Rồi ngược lại, cái trò game Marine là một cái trò game ngắn hạn. Ngắn hạn đừng có dùng quá nhiều cái lượng tiền. Ví dụ các bạn có vài chục ngàn thì rõ ràng cái đó các bạn nên đầu tư, các bạn phải nghĩ đến rủi ro, các bạn đánh spot nó an toàn hơn, đúng không? Không thể nào mà bỏ khoản tiền lớn nó vô Marine được, tại vì nó là trò game ngắn hạn mà rất là rủi ro. Hoặc nếu mà các bạn vững như tôi á, nhiều khi cô đánh, cô cũng có cái việc mà cô đánh 5.000, 10.000 là bình thường. Nhưng tôi vào và nó nhanh, rất là ra rất là nhanh. Ví dụ cô nhắm cô ăn được khoảng 20 giá đi, thì các bạn biết không, cô ăn cỡ 10, 12, 13 giá cô chốt mẹ nó, rồi cô chốt xong nó lên 20 giá cô kệ nó, cô ôm tiền cô bỏ chạy cái đã. Đó cái nè, cái lượng tiền các bạn bung vô nhiều thì các bạn phải nghĩ đến rủi ro, các bạn không được ở lâu trên thị trường Marine. Tại vì các bạn ở càng lâu á, Marine nó giống như một cái chiếc xe mà tốc độ cao á. Các bạn ở càng lâu á, các bạn càng dễ bị lạc tay lái, không control được. Ok chưa? Các bạn hỏi sàn Bybit giờ để tiền trên đó được hay không? Tôi không có chơi sàn đó nên tôi không biết. Tôi không có chơi sàn đó, tôi không biết. Đối với tôi á, tôi chỉ chơi những cái sàn mà nó để tiền này nọ, thì tôi chọn sàn lớn, sàn Binance, sàn Huobi là những sàn lớn. Tôi để trên đó. Các bạn nói, thầy nói về cái câu chuyện với Titan Bet bên cô coi, cô nói kệ mẹ nói, cô nói làm gì, cô biết gì đâu nói. Nhà bao Việt, phim cô còn chưa coi nữa đó, cô nói các bạn, cô kệ cha nó. Mấy sàn, cô nói mấy các bạn mấy sàn cào lao đó, tôi nó không có nằm trong mắt tôi, cô không thèm nói chuyện, cô chả thèm bàn mấy cái sàn đó, như cỡ cô coi mà các bạn nói nó lớn lớn gì, cô đã cần gặp vài thằng bên đó rồi, cô nói chuyện là cô thấy nó kém lắm, cô không thèm tiếp. Các bạn thấy cái trading có bao giờ VR cô coi đâu. Đúng không? Đó, nhiều bạn vui lắm, tiền tôi khóc thật mà cứ muốn vô gửi vô mấy cái sàn mà no name hoặc là không có tên tuổi. Có rất là nhiều cái sàn nó lập ra để nó list những cái đồng coin rác lên, hình dung không? Nó list lên, nó xả xong rồi mang tiếng là bây giờ nó list sàn này là sắp tới nó sẽ lên mấy sàn lớn, rồi cứ vô mua đi. Tôi không ham mấy cái đó. Đối với tôi trade hay là tôi hold thì tôi phải coi cái đồng coin đó nó được list lên những sàn lớn không. Sàn lớn uy tín ví dụ như Huobi hay Binance. Tại vì những sàn đó khi mà list lên thì nó sẽ có sự kiểm duyệt, và nó mà đã list lên rồi thì nó có dính uy tín của nó nữa. Hình như không, nó canh tuổi nó ăn hay trên đó nữa. Cỡ như cần FTX còn banh xác nữa thì mấy thằng no name này, cô nói các bạn rút mẹ nó hết tiền nó đi. Từ cu coi Bybit cái quần què vậy, rút hết tiền đi để bỏ trong của nó. Đéo tin thằng nào hết, rút tiền nó đi. Rút đi. Bỏ qua Binance nó còn an toàn hơn. Thật. FTX nó còn banh xác nữa, mấy thằng này canh tưởng gì. Cho nên các bạn mà hỏi tôi cái sàn nào mà tôi không biết á, cái sàn nào mà tôi không biết, tôi kêu rút tiền ra an toàn, vậy cho lành.
chứ lỡ cô khen cô nó bà mẹ nó ngày mai lỡ nó bị cái gì mấy ông kiếm tôi à, đúng không? Mà không coi bỏ viết chữ lạnh đi. Còn cô nói luôn các bạn hỏi biên ít thì ok, không cô nói đéo, làm sao mà cân cưỡng nó được chứ, mấy anh sàn này sao cân nó được. Biên ít cô có nói các bạn có bỏ vài trăm đô cô lãnh lên hôm bữa là 550 đô đúng không, có đánh 4.000 cô rút tiền về Binance cô không bỏ trong đó. Tôi nói rất nhiều rồi, tại vì những cái đó là những cái trò game ngắn hạn, margin là ngắn hạn, ngắn hạn. Đừng bao giờ đưa cái tư duy dài hạn của ông ấy, ông vô trong đó chơi là nát. Tự nhiên cứ bỏ mấy chục ngàn vô đầu cơ hô các kiểu. Các bạn có bao giờ thấy cô cho mấy cái kèo spot mà ở bên sàn đi nghĩ không? Có không? Không bao giờ có đúng không? Cô cho kèo spot là cô cho bên Binance, tại vì Binance nó uy tín hơn. Còn margin bên Binance nó uy tín hơn Binance. Thằng CZ nó chơi cái trò rau này các kiểu là ăn đặc sản của nó, còn Binance thì nó lại lấy giá bình quân của bốn sàn thì họ đánh ba, đánh margin đánh bên Binance. Ok chưa? Rồi còn spot thì ok chọn cái, tại vì spot là cho game dài hạn, chúng ta chữ tiền chúng ta để lâu dài thì chúng ta phải chọn để những để ở những cái sàn nó lớn nó an toàn. Ok chưa? Có nói cứ nói nói mấy cái đơn giản như vậy mấy ông cứ lằng ngoằng vô tiền mấy ông vô mấy cái gì đâu không mà. Ok chơi rồi, bây giờ hai hai cái việc này nè. Thứ nhất là tăng số lượng lệnh xanh, cái thứ hai bắt đầu xử lý cái lệnh đỏ. Mấy ông làm hai việc này thôi là mấy ông đánh margin thành công rồi. Xong cái này rồi, cái bước mà quay lại cái bước hồi nãy tôi nói là xem cái trò game nó đầu tư ngắn hạn hay dài hạn, trade hay là hold, giá hay giá trị. Ví dụ như margin thì đừng có bỏ nhiều tiền vô, bot thì ok bỏ nhiều tiền đánh được tại vì nó ít rủi ro, margin rủi ro nhiều cho nên đừng bỏ nhiều tiền đánh, luyện bỏ vớt tiền thôi đánh vững lên mà. Các ông có năng lực cái là các ông đánh lên nè, không gì khó đó. Ok chưa? Rồi xong hai cái này rồi bắt đầu mới qua cái câu chuyện quản lý vốn. Quản lý vốn tại sao bữa nay hai hôm nay mà thị trường sắp mặt lờ, có nhiều người nói nát tài khoản cháy rồi các kiểu. Tại sao? Là tại vì đời mấy ông có nhiều tiền, cái bà mẹ mấy ông bút mẹ nó hết như marine rồi, lúc marine nó cháy rồi mấy ông gọi mấy ông khóc chứ có mẹ gì đâu ghê gớm. Giống như vừa rồi tôi các bạn biết ngày ngày năm tây tôi rút 4.400 cô đánh 520 đô, cô đánh lên 4.900 là gần 5.000, mà cô rút 4.400 cô để lại 500, cô đánh 520 đô cô đánh. Bây giờ 520 đô đánh cháy có gì đâu, thoải mái. Tại vì sao 520 đô nó là miếng bánh rất là nhỏ trong cái tổng miếng bánh lớn này, cho nên tâm lý chúng ta rất là thoải mái. Quý vị chỉ có vậy thôi, trong khi các ông tài khoản có 10.000 là bỏ hết mẹ nó 10.000 đánh rồi đi chi vậy. Lúc mà nó giật tiền mấy ông cháy này nó các kiểu rồi bắt đầu ngồi khóc rồi buồn rồi đi đi cung thiền cực không? Được không? Đúng không? Phải hiểu rõ bản thân có kỹ lệ lệnh lệnh xanh nhiều hay không. Nếu mà không có, bản thân phải biết bản thân cái nào không có ở đó đừng đánh. Đánh như cố vô làm chi? Đúng không? Giờ rút mà lời không chịu rút ra đâu, lại lãi rút ra đâu, cứ để lại đánh. Lãi không rút để lại xong rồi lúc mày lệnh đỏ một vài lệnh đỏ rồi nó kéo phần trăm đi banh xác luôn. Đúng không? Thậm chí các bạn biết không? Ví dụ như hôm nay nè, cô cháy mẹ nó 500 rồi. Hôm qua là 275, 270 mấy đô. Nay 500 rồi, 700 mấy rồi. Có đâu đánh đâu. Bây giờ cô đi xem phim. Mai sáng cô đi ăn sáng tập thể dục. Ngày mai bắt đầu thị trường nó tiêu hóa mấy cái scandal này xong rồi thì cô coi lại đường giá cô phân tích. Ok, đánh vậy thôi. Ngày mai cô vẫn cầm 500 cô đánh tiếp. Cầm 500 mà cô đánh lên cỡ ngàn, ngàn rưỡi cô rút tiếp ngàn ra, cô để ra 500 cô đánh tiếp cứ như vậy thôi. Margin là như vậy á, margin nó đơn giản như vậy á, chỉ có anh em mình hiểu phức tạp. Nó là con dao hai lưỡi. Trong ngắn hạn nó có thể làm cho anh em mình giàu, rất giàu, nhưng đồng thời nó làm cho anh em mình banh xác luôn tài khoản. Ok giờ cho nên phải nhận thức được cái điều đó và tận dụng nó trong ngắn hạn, siết cái rủi ro lại trong đầu tư, siết cái rủi ro lại trong ngắn hạn, đừng có nó là trò game ngắn hạn, đừng có bỏ quá nhiều tiền vào. Chỉ cần các bạn là cao thủ thì các bạn cặp 500 các bạn vẫn đánh lên 600, 700, 800 rút đều phải được. Còn đại bản chất năng lực đã không có rồi thì cầm 10.000 á, càng nát nhanh hơn là cầm 500. Nhớ cái đó. Rồi quản lý vốn này chỉ có như vậy thôi đấy, đánh càng càng như vậy. Còn nếu không á, ví dụ như anh bây giờ gia đình em chỉ có 1.000 đô, có anh kia quản lý mẹ gì nữa, còn đem đánh 10 đô đúng không? Vậy thì sao? 1.000 đô này bây giờ hỏi các bạn nè, 1.000 đô này nếu mà cháy á, các bạn chấp nhận mức bao nhiêu phần trăm là tối đa? Nếu bạn chấp nhận mức 50% là tối đa, ok, chia ra 50%, 1.000 đô là 500 đô để quỹ dự phòng, cầm 500 đô này đánh xong chưa? Trong xong rồi quản lý vốn của 500 này nè, đánh nếu mà thua thì lấy cái quỹ dự phòng bỏ vô, nếu mà lời bỏ ngược lại quỹ dự phòng, nếu mà xui cháy hết cái chỗ này thì ok nghỉ, còn 50% quỹ dự phòng
nghỉ, các bạn không bị cháy. Quản lý cỡ này sao cháy, sao ngồi sao khóc được, đúng không? Rồi một ngày mà đánh trực khoảng 2 lệnh là bắt đầu thấy sai sai và trực nhịp rồi, đừng đánh. Để đó ngày mai thị trường còn đó, ngày mai thị trường còn đó, phân tích lại, đánh lại. Bữa nay mà cố bắt bắt đáy bắt không kịp thì thôi, đánh ngược trend thì thôi ngưng, ngày mai bắt lại, ngày mai đánh được ngược lại, bữa nay bay ngày mai sell chẳng hạn, rà lại có đúng. Chỉ cần rà đúng nhịp một cái rồi tài khoản lên rất là nhanh, đúng không? Các bạn để ý thử xem, các bạn đi đúng một cái nhịp của nó rồi mà rà đúng nhịp của nó rồi, nó bút tài khoản lên rất là nhanh. Thậm chí những cái lúc mà đánh các bạn đánh quen rồi á, đánh quen nhịp rồi á, các bạn tự nhiên các bạn tự cảm nhận được cái lúc này là cái lúc mà thuận trend rồi, đẩy volume lớn bơm kỳ như đánh luôn, xong rồi ăn ngắn rút, ăn cực kỳ khổng lồ đây luôn, bơm cái giáp tự nhiên cái quy dự phòng này to dần lên đó. Nó quản lý vốn nói về marine chỉ có như vậy, còn spot thì anh em học viên học sau, marine nó chỉ có như vậy, quản lý vốn nó nhẹ nhàng lắm. Không hiểu sao mấy ông đánh mà là cảm xúc á, đánh banh chành hết, ok chưa? Làm sao để vững tâm lý trong giao dịch, làm sao để vững tâm lý trong giao dịch, cái này bắt buộc các anh chị phải luyện giờ bay thật, bắt buộc phải luyện giờ bay và đi ít tiền thôi, đi ít tiền thôi luyện. Nó sẽ rất là khó nếu như các anh chị hỏi những cái người ở bên ngoài, hỏi những cái người thầy bà bên ngoài á, người ta sẽ hay lặp lại cái câu như vậy là cố gắng giữ kỷ luật, ghi những cái giao dịch, đừng có tham, lòng tham, những cái đó nó nói 10.000 lần các bạn cháy vẫn cháy. Chỉ có một cái của kia các bạn ăn volume lớn lên, cháy một lần thử cho biết với người ta, sau khi cháy nhớ đừng có nản nha, đi mượn nợ đánh, mượn nợ đánh, đánh xong rồi cháy tiếp á, bắt đầu mới biết sợ. Tại vì không đúc mà các bạn, các anh em mình còn tiền, các anh em mình không biết sợ, nói thật. Chỉ có cái lúc mà cháy rồi mang nợ thì bắt đầu mới trân trọng đồng tiền, bắt đầu mới có câu chuyện là à bây giờ tiền này nó quý lắm, vô cái lệnh này phải cân nhắc, phải chờ điểm này nọ các kiểu. Chứ còn cầm tiền á là sợ lắm, sợ cái gì các bạn biết không? Là sợ bây giờ không vào giá nó bay, đúng không? Sợ không vào giá nó lên nữa là lỗ á, là lỗ á, là thiệt á, mất cái điểm này em không mua lại được nữa. Nhiều người bị cái bệnh này, đánh marine anh ơi, bây giờ Bitcoin 17.600, 17.500 em buy nha, em không buy, ngày mai ngày mốt nó lên 18.000, 19.000 này, 18.000 này, em lỗ. Ủa lỗ mẹ gì, cô không thấy nó lỗ nữa nào luôn á. Chúng ta buy nó lên thì chúng ta chốt lời, nó xuống chúng ta chốt lời, chúng ta buy ăn trên đường giá chứ chúng ta đâu có ăn trên giá trị của nó đâu. Tự nhiên bây giờ mua 17.500, ngày mai ngày mốt nó lên 19-20.000, kệ mẹ nó chứ. Cái đó là lên theo giá trị của nó, mà chúng ta đâu có vì giá trị của nó đâu mua mà lo. Chúng ta đầu tư trên đường giá, chúng ta không đầu tư giá trị, đúng không? Cho nên cái cách tốt nhất là gì? Cháy qua đi. Có hai cách, một là mất tiền rồi tự nhận ra được, còn hai đi volume nhỏ lại, luyện đủ giờ bay. Là thời gian, một là trả tiền thì khôn ra, hai là bỏ thời gian ra thì khôn ra. Thật, cái công thức nó đơn giản lắm nha các bạn, cái công thức nó rất là đơn giản, chỉ có money và time, thời gian vậy thôi, ok chưa? Tâm lý muốn gỡ nên chết nhanh hơn, đúng, ok. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần này nha, xong. Quản lý vốn nó dễ lắm, chỉ có mấy ông làm cho nó phức tạp thôi. Bây giờ để xem, chúng ta học tiếp cái phần nghiên cứu hôm bữa, hôm trước nghiên cứu ứng dụng, hôm bữa chúng ta đã học qua phần nhập môn, giá trị môn học, phần nhập môn. Bây giờ chúng ta tìm hiểu qua cái phần âm đình, ngũ nhạc, ngũ quan. Để tìm hiểu sâu về bên trong á, là chán, chân mày, giống như hồi nãy là phần chán có cái phần của ông CZ á, thì đây là những phần chi, là phần chi tiết ở bên trong, thì bắt buộc các bạn phải biết phần tổng quan là cái đã. Tại vì trong nhân ứng nó có một cái rất là hay, nó gọi là hài hòa, nó gọi là đắc cách hài hòa, cái nó gọi là đắc cách, còn không hài hòa nhìn nó kỳ kỳ á thì gọi là không đắc cách, ok chưa? Cho nên á, rất nhiều người bị một cái bệnh nhầm tưởng là à, nhìn cái chán của con này là nói nó ngoại tình, nhìn cái mắt của con này là nói đào hoa, nhưng thật ra là chúng ta phải nhìn cả cái khuôn diện gương mặt, chuẩn hơn nữa, cao thủ hơn nữa là nói chuyện với họ, tiếp xúc với họ, biết tính tình của họ, gọi là nhìn về phần, nhìn về tâm tướng, thì chúng ta biết được những cái đó. Trước đây ở những cái khóa offline, anh em học viên cũ thì còn học offline á, thì cô có cơ hội tiếp xúc với mấy anh em, thì cô nhìn, cô giao tiếp với mọi người, cô nhìn hình tướng và cô giao tiếp với mọi người, thì cô biết và cô tư vấn cái lối đầu tư phù hợp. Tại vì có những cái người á mà bản chất của họ là bồng bột, là cảm xúc, là không có kiên nhẫn, thì tôi không thể nào mà tôi dạy những cái chiến lược, những cái trade marine ngắn hạn các kiểu này nọ,
cơ bản vậy họ là làm họ mất tiền. Họ họ không làm được, họ muốn làm được được hay không được, nhưng mà họ phải thay đổi cái bản thân, họ thay đổi cái tâm tướng để họ sửa cái hình tướng, từ từ hình tướng nó cần thay đổi đó. Cho nên mỗi người chúng ta không phải ai trời sinh ra cũng là những chiến binh đi ra tiền tuyến mặt trận. Có những cái người chỉ phù hợp với hậu phương là thôi chẳng hạn, nó thật là như vậy đúng không? Nhưng mà chúng ta bản thân chúng ta không biết, chứ chúng ta không biết bản thân chúng ta luôn, xong rồi cứ cái trò nào có tiền màu giàu nhanh chúng ta cứ nhảy vào, thật ra chúng ta chưa chắc đã phù hợp đúng không ạ? Đấy, thì những cái chi tiết bên trong này các bạn anh em mình phải học qua cái phần tổng quát bên ngoài, xong rồi chúng ta mới học cái chi tiết bên trong. Rồi sau khi học hết cái này rồi bắt đầu chúng ta mới coi một cái phần tổng quan kết hợp cả cái gương mặt để xem nó đắc cách hay không, nó hài hòa hay không. Ok chưa? Đó, giới thiệu sơ qua về những thứ này. Bây giờ để mở cái bộ giáo trình này cho mọi người. Đây. Hôm bữa chúng ta đã tìm hiểu qua về âm đình, nó có thượng đình, trung đình, hạ đình. Ba cái thằng này á, ba cái phần này á, nó tượng trưng cho thượng đình là tượng trưng cho cái phước đức của bố mẹ của đời trước nó để lại để chúng ta. Cho nên nó thể hiện ở trên phần chén. Nhà gia đình gia cảnh chúng ta tốt, nhưng mà sinh ra là để lùi lại bạch đích, thì cái chén của chúng ta rất là rộng sáng, không có nhăn, không có vết, không gì cả, rất là sáng sủa. Đấy, sẵn cái phần thượng đình này. Cái phần thượng đình này là sau 30 á, từ 15 cho đến 30 trở đi á, là bắt đầu chúng ta bước vào cái trung đình, là cái phần trung đình là cuộc đời chúng ta nè. Là chúng ta không còn sử dụng cái phần phước này nhiều nữa, là chúng ta sử dụng cái phần chính của chúng ta. Cho nên các bạn nhìn những cái người tuổi trẻ, những cái người mà tuổi trẻ thành công á, ví dụ khoảng 30 mấy hay là 20 mấy, 30 30 gì đó mà thành công sớm á, các bạn nhìn đi, cái phần trung đình của họ rất là đắc cách, rất là hài hòa, rất là đẹp. Và hầu như là cái gương mặt của họ đã đẹp nhất là ở phần giữa này. Ví dụ như con Thùy Kiên á, các bạn nhìn cái con bé hoa hậu Thùy Kiên, các bạn sẽ thấy, các bạn nhìn đặt vô là các bạn nhìn thấy đẹp, nó đẹp ở cái phần mắt và mũi, là cái phần trung đình này, là phần thành đình. Tại vì cái phần này nó nằm ở từ 30 31 nè cho đến khoảng 4, ở đây là phần 50 40 41 á, mũi là 41 đây. Từ 41 cho đi đến phần 60 đã nằm phần dưới này. Có nhiều người, các bạn nhìn những cái người đặc biệt nha, các bạn để ý. Học chúng ta để ý. Ví dụ có những cái người mà hạ đình của người ta xấu, thì người ta không có cái hậu. Người ta không có cái hậu. Đúng không? Có nghĩa là già không có được sống, không có được hưởng phước, không được hưởng lưỡng lộc. Cho nên các bạn ra ngoài, các bạn thử nhìn những cái người mà vô gia cư, các bạn nhìn thử cái phần hạ đình của họ, các bạn nhận định thì các bạn sẽ thấy nó tương ứng hết. Thậm chí nhìn họ có những cái người vô gia cư á, cái phần trán này của họ nè cao rộng, nhưng mà nhăn này nọ các kiểu, nhưng mà thời còn trẻ của họ rất là sáng. Có nghĩa là họ được sinh ra trong một cái gia đình đầy đủ, được ăn học này nọ các kiểu đầy đủ đấy, nhưng mà ở cái phần trung đình này, cái quá trình sống, cái phần trung niên của họ, họ không có rất nhiều cái phước đức, họ không có làm những cái điều tốt nhiều, thì dần dần á cái hạ đình nó họ không có. Ok chưa? Các bạn hỏi bây giờ thầy ơi, CZ có hài hòa không? Bây giờ các bạn nhìn cái mặt CZ có hài hòa không nha. Các bạn nhìn thử đi. Cái hài hòa ở đây á, nhắc lại về cái câu chuyện xem nhân tướng. Tôi nói các bạn, không có đời người không có tướng tốt, tướng xấu, không có ngày tốt ngày xấu, nó chỉ có miệng lưỡi con người, miệng đời nó tốt xấu thôi. Nhớ cái này, có miệng đời tốt xấu. Bây giờ các bạn nhìn CZ này, cái mặt này các bạn tự nhận định xem có hài hòa hay không, là do chính các bạn chứ không phải là do nhân tướng nó nói, mà do chính các bạn nhìn cái mặt nó có hài hòa hay không. Mặt chuột không phải mặt chuột, mà không hài hòa, mà nó có hài hòa không ạ? Mặt này không phải mặt chuột không? Mặt này có tiền tự nhiên hài hòa mẹ nó liêu rồi, đúng không? Mặt này cũng đâu nói cả. Các bạn nhìn cái mặt của cái người này, là cái phần này, cái phần trung đình của nó, cái phần trung đình của họ nè, khá ok, thậm chí hạ đình cũng được luôn đó nha. Càm đĩa cát có luôn nha, càm có luôn nha. Mặt này rất là ok đấy, trán cũng cao rộng đấy, đúng không? Mặt này không đến nỗi gọi là xấu. Ok chưa? Cái mặt xấu là mặt gì các bạn biết không? Là mặt của Jack Ma đó. Jack Ma thuộc cái dạng là trong nhân tướng nó có một cái là khi mà tất cả đều xấu thì nó lại đẹp,
tất cả điều đẹp nó lại xấu, nó lại xấu. Cho nên các bạn thấy những cái cô mà hầu như rất là hoàn hảo đẹp thì nó các kiểu bằng làm vợ hai thôi, hoặc là tình đời tình duyên đận đận làm khiếp. Tại vì tất cả điều đẹp thì nó là xấu, tất cả điều xấu nó là đẹp, thì trong nhân tướng nó là như vậy á. Được chưa? Hạ đình trẻ không đắc cách vẫn thay đổi được. Cái thay đổi được hay không là do cái trung đình đó, là trong cái trung vận của các bạn anh em mình sống như thế nào, nó sẽ thay đổi cái gương mặt mình dần dần dần. Ok chưa? Rồi từ cái thượng đình này chúng ta nhìn được nhiều thứ. Ở bên Wiki Trading hồi đó tôi có một cái file về nhân tướng. Đây. Cái file cũng có nói về cái này, về âm đình. Đó. Đây nè. Đây nè, thượng đình là tiền vận, trung đình là trung vận, hạ đình là hậu vận. Đó. Rồi thế nào gọi là ngũ nhạc là năm ngọn núi. Trán nè. Hai cái gò má là lưỡng quyền, cái mũi và cái càm, năm ngọn núi. Dễ lắm, các bạn nhìn trên gương mặt các bạn, cái chỗ nào nó chồi lên á gọi là núi, còn chỗ nào mà nó lõm xuống thì nó là sông, là rạch, hình như nó là suối. Ví dụ như con mắt nè, cái miệng nè, gì nữa cái lỗ tai nè, đó hai lỗ mũi nè, các bạn có những chỗ lõm xuống đó gọi là sông, là rạch, là suối. Chỉ đơn giản như vậy, gương mặt chúng ta được ví giống như cái bản đồ vậy đó. Đấy, còn cái việc mà xếp theo dõi để sắp xếp làm sao cho chán rộng và hẹp thì nó có công thức như vậy. Cái file này ai mà chưa có thì PM tôi gửi đường link lại, hoặc là vô group chat cộng đồng á, hỏi tôi gửi đường link lại cho mọi người ha. File này up lâu rồi, có rồi, trước đó cũng có làm một cái file sơ sơ rồi. Bây giờ tôi đang tổng hợp lại những cái giáo trình cho anh em học viên học luôn. Đấy, đây là những cái nét chán. Nét chán ha. Và bây giờ chúng ta quay lại cái file chính nè. Chúng ta biết về thượng đình, trung đình xong rồi. Đây, qua cái ngũ nhạc nam nhạc hoành sơn là nằm trên trán, ở mũi nó là trung nhạc công sơn, ở càm nó là bắc nhạc hằng sơn, hai bên là một cái tây nhạc và đông nhạc, đó là hoa sơn và thái sơn. Thì đây là năm cái ngọn núi, thì năm cái ngọn núi này các bạn nhìn trên gương mặt mà thấy nó hài hòa. Hài hòa là gì? Nó không có siêu vẹo, không có cái chuyện là cái gò má bên đây lõm bên đây cao, nó không có hài hòa. Hoặc là gì, ví dụ trên năm cái phần này tự nhiên cái mũi nó chòi lên mà bốn cái phần còn lại nó lõm xuống, nó không có cân xứng, gọi là không hài hòa. Có những cái người ta không cần mũi cao, không cần mũi to, nhưng mà cả năm cái phần này á, nhìn trên gương mặt nó rất là hài hòa. Ok chưa? Cái đó gọi là đắc cấp. Tôi cần, trước đây tôi làm bên công ty, tôi cần gặp một cái chị này là sếp tôi. Chị này á rất là giỏi, nhưng mà hầu hết không có ai ủng hộ hết. Những cái ông sếp lớn, những nhà bên tổng công ty không có ủng hộ, không có giúp chị này nhiều. Mặc dù là giỏi, chị này giỏi chứ không giỏi, chứ không phải đùa đâu. Thì gương mặt của chị này là các bạn biết, trong năm phần này cái gì cũng ok hết, có đúng cái mũi là nó bị nhìn nó bị lõm, bị khuyết. Cho nên đưa vô cái gương mặt nó không có hài hòa. Thấy không? Có nghĩa là gì? Trên đây nè, trên cái trong năm cái ngọn núi này đúng có cái mũi. Đối với người phụ nữ á, người phụ nữ á là người đàn ông á, cái mũi nó thể hiện cho sự nghiệp. Nó thể hiện cho sự nghiệp. Các bạn hỏi xin cái file PowerPoint, nó đừng có lanh bớt lanh nha, cái này cái học viên nó có thôi, cộng đồng không có nha, hỏi xin. Bên cái mũi á là cái phần trung nhạc á, đối với đàn ông nó là sự nghiệp. Còn đối với phụ nữ hồi xưa nó là đức đang quân, nó là người chồng, nhưng mà ngày nay không phải. Ngày nay nó còn là sự nghiệp của người phụ nữ nữa. Sự nghiệp của người phụ nữ nữa. Đấy. Đó. Rồi, hai cái phần này nè, trong đây trong năm phần này thì nó có một cái khái niệm là ngũ nhạc chiều quy. Ngũ nhạc chiều quy. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là năm cái ngọn núi này mà các bạn nhìn trên gương mặt mà các bạn thấy bốn cái ngọn xung quanh này nó giống như nó đều cân xứng và nó đang chầu về một cái mũi á, thì cái người đó rất là đẹp, số rất là đẹp. Người đó có ít nhất nha, có thiểu là 20 năm sung sướng, 20 năm thời vận. Hồi đó tôi không hiểu cái này các bạn. Hồi đó tôi không hiểu cái này. Ông già tôi có nói với tôi là mày phải sau 32 mày mới khá được, tôi không có nghe. Lúc đó cái thời trẻ tôi kiếm được nhiều tiền và tôi không nghe cái đầu tư này, nó bánh xác hết mẹ nó luôn. Tại vì sao? Tại vì lúc đó nó liên quan tới phần này nè. Liên quan phần này.
Rồi cái file này file cũ chưa cập nhật lên rồi. Nó gọi là bắt tới đồ, bản đồ 100 tuổi, nó thể hiện trên cái gương mặt 100 tuổi. Thì lúc đó cái vận, ví dụ đơn giản, mấy anh em học viên cũ gặp mặt tôi rồi biết rồi, tôi cũng cái trên gương mặt tôi là cái phần trung vận của tôi là đẹp nhất. Cho nên tôi phải bước vô cái trung vận thì tôi mới lên được. Còn ngoài đó chưa bước vô cái trung vận thì nó không có phất lên được. Cái mặt của Thùy Tiên này cũng như vậy á, ca sĩ Hoàng hậu Thùy Tiên thì cái phần trung vận nó mới lên. Trung vận nó mới lên. Đó. Nó như vậy hôm sau chúng ta học chuyên sâu vào chúng ta sẽ biết thêm hơn nữa. Tam đình, ngũ nhạc. Rồi, trong cái gương mặt này mà cái mũi á, mà các bạn thấy ví dụ như năm năm cái ngọn núi này nè, 1 2 3 4 mà nó đều trồi lên, nhưng mà thằng số 5 là cái quan trọng nhất. Nó nói về sự nghiệp cuộc đời, người chồng của người phụ nữ. Mà cái ngọt, mà cái mũi này mà siêu vẹo hay là bị cái gì đó thì rất là căng. Rất là căng, nhưng mà có những cái người trời sinh ra đâu phải muốn đâu. Ông tự nhiên ông bà già sinh ra nó vậy rồi, bây giờ sao giờ? Sửa thôi. Sửa được hay không? Thì tôi nói các bạn luôn là sửa được. Sửa được. Nó sẽ như vậy. Tại sao có nói là sửa thẩm, có nhiều người ta sửa thẩm mỹ, người ta độn ngực, độn mông này là các kiểu, mình lại nói là xấu. Tại vì sao? Tại vì trên cái gương mặt á, các bạn sửa nó cũng chỉ là cái tấm vé gửi xe cho các bạn tiếp xúc với người ta thôi, tiếp xúc với người ta dễ dàng thôi, để có thiện cảm thôi. Nhưng mà trong khi mà nói chuyện với người ta rồi á, có gây được thiện cảm hay không á, trong đầu chúng ta có cái kiến thức hay không thì nó là câu chuyện khác. Dù cho ví dụ như một cái người mà các bạn biết, một cái người mà trên đây gương mặt này nó không có cân xứng, nó xấu, nhưng mà trong đầu của họ có kiến thức, họ nói chuyện có duyên, họ có kiến thức, họ có này nọ, nhưng mà do bố mẹ sinh ra là xấu, nhưng trong quá trình sống của họ, họ không chấp nhận số phận, họ cố gắng, họ học này nọ các kiểu, họ nâng cao bản thân, thì lúc đó họ chỉ cần họ sửa cái này thôi là ok. Tại vì âm tướng của họ đã có rồi, âm tướng của họ đã sửa cái hình tướng rồi, bây giờ can thiệp phẫu thuật thì quá tốt đẹp. Nhưng có một số người á, bản chất cái âm tướng họ không thay đổi. Có một số cô rất là đẹp này nó các kiểu, nhưng mà má nói chuyện chất quốc à, tôi gặp rồi nói chuyện chất quốc à, thì bây giờ có đập cái gương mặt mà có làm lại á thì cũng chỉ được trong vài giây đầu tiên người ta nói chuyện, mà nói chuyện thời gian xong ta biết con này chỉ có chơi qua đường thôi. Tôi nói thật, chỉ có làm thiếp thôi chứ không cưới về làm vợ được. Ví dụ như con Ellie Trần, nó là một trong những con như vậy. Ellie Trần á, cái anh CEO bên Cali á, cô có biết cái anh này à, tôi biết anh này lấy nhầm con vợ nha Ly Trần, mà sinh cho một đứa xong rồi chu cấp rồi ăn chơi suốt ngày, nó ngồi nó ăn chơi nó Facebook, không đâu lo con, có đâu con nó bàn là bên nhà chồng nó lo không, để đẻ con thứ hai, bây giờ thằng này phải chu cấp, cho nên thằng này nó làm cho tới bến luôn, nó quyết lấy hai đứa con lại. Bởi Ly Trần nó trả lại gì, nó toàn gì không, cả cái đám nhân viên Cali nó biết quá biết về con này rồi, đặt là cái dạng đó, là cái dạng đấy. À, các bạn nói chán em cao và rộng, em bị sẹo ở trên trán ở bên phải. Những cái người mà bị sẹo ở phần trán, mà đặc biệt trán cao rộng nha, trán cao rộng và trán tròn á, giống như cái mặt gương này, giống cái gương mặt này nè, hoặc là giống như CZ cũng dạng hơi tròn tròn á. Đặc biệt những cái người mà trán tròn cao rộng mà bị sẹo, những người đó đầu tư hay bị người ta lừa. Thật, các bạn nghiệm lại thôi. Đầu tư hay bị người ta lừa, tại vì sao? Tại vì cái trán cao rộng có những người đó là họ thiên về cái tình cảm và họ suy nghĩ nhiều, họ sống cái nội tâm nhiều, suy nghĩ nhiều. Và cái vầng trán của họ mà có vết sẹo á, nó không có đắp cắt. Những người đó trong những cái khoản đầu tư này nọ hay bị gặp vấn đề, bị lừa, bị này nọ, các kiểu. Đấy. Rồi bây giờ ví dụ như trán có sẹo thì sao? Thì trong dân cư nó có một cái rất là hay, là ẩn thì tốt, mà lộ ra thì không tốt. Một là bạn xóa sẹo đi. Hai là gì? Bạn thay bằng để tóc, bạn che cái phần nó đi. Ẩn thì nó tốt, mà lộ thì nó không tốt. Thì trong dân cư nó như vậy á, che mất đi. Các bạn nói thầy ơi em bị gãy mũi thì cải thiện như thế nào? À, cải thiện thì em nghe là cái clip này cách đây mấy phút anh mới nói em. Em có hai cách. Một là em nói chuyện có duyên chút, thì người tiếp xúc với em á, người ta sẽ cảm thấy cái mũi của em nó không là vấn đề với cái câu chuyện của em và hợp tác với em, làm ăn với em. À, hai á là em đi sửa lại cái mũi cho nó đẹp chút thôi, cho nó hài hòa thôi, cái như vậy thôi. À, lại mới nói đó, có nên tẩy nốt ruồi do mụn hay không? Có, nốt ruồi do mụn thì tẩy đi. Về nốt ruồi và sẹo á, nó có hai loại nha các bạn, nốt ruồi sẹo hay là bớt, hay là cái bớt á, nó có hai dạng. Một là dạng trời sinh ra, có nghĩa là nó là vận,
đó là bận đó, nó dính vô luôn rồi đó. Rồi cái dạng thứ hai á là trong quá trình sống nó có, thì cũng nhắc lại cái dạng thứ hai mà trong quá trình sống nó có á, là một á là do các cái cơ thể của các bạn nó bị cái vấn đề gì đó cho nên nó chỗ ra nó nhắc các bạn, nó chỗ ra nhắc các bạn cơ thể đang bị vấn đề sinh lý gì đó, đang bệnh hay gì đó. Còn hai á là có thể là do ông bà cổ tiên hay gì đó nó độ, giúp cho các bạn nhận ra được cái vùng là cái chỗ đó nó ứng với cái gương mặt trên năm, nó ứng với cái vị trí đó trên bao nhiêu năm luôn á, là nhắc các bạn á. Đó, nó đơn giản như vậy. Còn có những cái tai nạn hay gì đó thì đương nhiên chúng ta cần là trong quá trình sống chúng ta bị rồi, chúng ta xóa được thì chúng ta xóa. Và nguyên tắc là gì? Ẩn thì có, mà lộ thì không có. Đó. Mà nói phần này nhiều ông nói anh ơi, em nốt ruồi ở chỗ này, em nốt ruồi ngay mông, em nốt ruồi ngay chỗ này, chỗ nọ là tốt hay không? Tôi vẫn nói các bạn, ẩn là tốt, còn lộ là không tốt. Rồi còn muốn biết á, chúng ta phải biết cái nguyên tắc đó cái đã. Xong rồi chúng ta học đến cái phần mà nốt ruồi á, chúng ta sẽ có cái đồ hình là toàn cái cơ thể, rồi xem cái nốt ruồi nó nằm ở đâu, nó ứng với cái, nó ứng với cái bộ vị nào, nó sẽ nói lên là các bạn có thể là gánh vác gia đình, hoặc là các bạn có thể là bị gì đó vân vân gì đó. Đó có nghĩa là xét hai yếu tố, một là nốt ruồi đó ẩn hay hiện. Nốt ruồi á thì thà nó là nốt ruồi son thì tốt, nốt ruồi đen thì nó không tốt. Nhưng mà nếu mà nốt ruồi đen mà nó đen bóng, đen tuyền, đen đẹp luôn á, đen 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 đậm luôn á, thì là rất là tốt. Ok chưa, là xét về màu sắc. Còn xét về cái vị trí nó thì chúng ta phải coi là nó ẩn là tốt, hiện là không tốt, lộ ra không tốt, rồi coi vị trí nào chúng ta mới coi cái vị trí đó nó ứng với cái gì trong cuộc sống đó. Cái nguyên tắc nó xem là như vậy đấy. Bây giờ có mấy bạn hỏi về đàn ông mặt vuông thì chúng ta qua cái ngũ quan này trước, rồi chúng ta sẽ tới ngũ quan là tứ độ nè. Tứ độ thì nó có những cái sau đây là các bạn thấy là hoài độ là hai hang mắt, hai lỗ mũi là tới độ, cái miệng là hà độ hay còn gọi là cò thủy tinh, hai cái lỗ tai là gọi là giang độ. Ok, độ ở đây là xong là ngồi chứ không phải là lạc độ đâu đấy. Biết qua tổng quan này trước rồi lát đi đi chi tiết bên trong thì các bạn học được nhiều hơn ha. Rồi lục phủ nó đi đến ngũ tạng, nó đi đến ngũ tạng thì chúng ta đi đến lục phủ. Lục phủ là hồi nãy các bạn hỏi làm sao biết em 10 năm thịnh vượng ở đâu, thì nó nằm ở trên đây. Có nghĩa là trên cái gương mặt chúng ta nó có 6 cái cặp xương. 6 cái cặp xương này nó đại diện cho 6 cái ngân khố. Nó đại diện cho 60 năm. 6 cái ngân khố. Ví dụ ở phần đầu nó gọi là phần đầu thì gọi là thượng, gọi là thiên hương thượng phủ là hai cặp xương này. Ở cái phần trung đình á là quyền cốt trung phủ. Tại vì hai cái này là lưỡng quyền, nó gọi là quyền cốt. Ở giữa gọi là trung, gọi là quyền cốt trung phủ. Ok chưa? Còn ở cái phần này là hai phần tai nè, gọi là tai cốt hạ phủ. Cho nên một cái người á, mà các bạn cũng biết á, họ thịnh vượng hay không á, thì cái này nó giống như phân tích kỹ thuật á, giống như các bạn học xong rồi các bạn biết đấy, nhưng mà các bạn phải phân tích nhiều các bạn mới giỏi được. Thì bây giờ chúng ta học cái này cũng như vậy. 6 cái phủ này của mỗi người chúng ta muốn biết họ ứng với năm, mỗi cái phủ tương đương với 10 năm. Thì không có người nào mà 6 cái phủ này mà nó xấu mẹ nó hết 6 cái thì thằng đó là coi như nát mẹ. Mà không, mà 6 hết 6 cái thì coi nó tốt nha. Có nghĩa là nó xấu toàn diện nó đã tốt. Cho nên ít ra cũng có bèo bèo cũng có 10 năm trong 6 cái này là cũng có một cái đẹp. Ok chưa? Vậy thì thế nào là đẹp, thế nào là không đẹp? Thì chúng ta nhìn trên một cái gương mặt á, chúng ta thấy 6 cái phủ này nè, thiên hương thượng phủ, quyền cốt tai phủ, quyền cốt trung phủ, tai cốt hạ phủ, thì 6 3 3 cái cặp này, 6 cái phủ này chúng ta nhìn nó cân xứng, nó không lệch, nó không lõm, nó không bị sẹo, gọi là đắc cách, thì là ok. Vậy các bạn nhìn thử một cái gương mặt của mỗi người, các bạn nhìn xem hai những cái quyền cốt, những cái cặp xương này nó đầy đặn nha, và nó hồng hào, nó đẹp này nọ hay không, hay là nó bị lõm. Ví dụ có những cái người ở đây bị xám xịt, thì ở cái phần chung này là cái đây này là 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm, 60 năm. Đặc biệt những cái người mà các bạn nhìn hai cái chỗ này mà nó gọi là gầy gò, nó xấu, thì cái chung vận của họ họ không được thời. Có thể là thượng đình là thời gian đầu, thời nhỏ họ thì ok, nhưng mà đến phần trung đình, chung vận của họ rất là vất vả. Thì tôi có một ông bạn cũng vậy nè, cũng bị kiểu này, hai phần này nè, nhìn gồ ghề và nhìn xấu rồi mụn rồi cùm lum, nhìn hai phần này rất là xấu, thì chung vận rất là vất vả. Nhưng mà ông bạn của tôi á là có cái mũi rất là tốt, cái mũi dạng mũi kỳ lân á,
Và ông này á, tôi mới nói ông này là công việc rất là ok, cố gắng có nghị lực vượt qua cái năm 41 thì bắt đầu đến cái hạ vận này của ông này. Thì lúc đó ông này có cái tai cốt hạ phụ á, rất là tốt đó. Cho nên bây giờ để các bạn hỏi là bây giờ làm sao biết 10 năm của em nằm ở đâu, bây giờ dễ lắm, em nhìn vô gương của em nhìn trên gương mặt của em coi thử. Bây giờ ví dụ chúng ta coi thử một cái gương mặt, lấy ai, lấy CZ đi ha, lấy anh ruột chúng ta xem đi. Chúng ta nhìn thử, nhiều khi một cái hình chúng ta không nhìn ra được, phải cần nhiều hình hoặc là gặp trực tiếp á thì chúng ta nhìn rõ hơn. Nhưng ví dụ như nếu như mà bây giờ chúng ta có cái hình này thôi, chúng ta cứ nhìn tạm cái hình này, chúng ta nhìn trên cái gương mặt sáu cặp xương của ông này các bạn thấy có không? Có không? Cái thượng phủ của ông này đẹp nha, cái thượng phủ của ông này đầy đặn nè, có nè, đúng không ạ? Cái này, cái hình này không biết tự nhiên hay không, nhưng mà không có vết sẹo, không có gì hết, ông này có, ok chưa? Rồi ông này có hai cái cặp xương ở cái gò má cũng có luôn, cũng đầy đặn luôn, có nghĩa là thượng đình có, trung đình cũng ok. Nhưng mà nhìn cái này thì không rõ lắm, mà ông này có cái địa cát nữa, ông này được gọi là đắc cách. Không phải ông này không có hậu đâu, các bạn nhìn ông này là vẫn có đó, chứ không phải đâu. Tại vì ông này có cái cà mà có cái địa cát nè. Những cái người mà các bạn thấy cái chỗ này nó nhọn ra nè, kiểu V-line á, cái kiểu V-line á, cái đó mới là không có hậu. Cái đó mới là không có hậu. Cặp cái hạ vận không có. Ông này là có đó chứ không phải không có đâu. Và cái địa cát này là đẹp đấy. Cái địa cát này là đẹp nữa đấy. Mũi kính nữa, đúng rồi, chính xác. Đấy, mũi này mũi kính là biết giữ được tiền đấy. Ok chưa? Rồi tiếp. Sắp tới cứ học từ rồi đến sẽ có những cái phần phân tích. Bây giờ cái phần ngũ tạng thì nó liên quan đông y thì sẽ lướt qua cho nó nhanh. Mấy anh em học viên thì sắp để học viên sâu hơn cái phần này sau. Còn cộng đồng để chỉ sơ qua. Ở đây nó sẽ có 13 bộ vị quan trọng. 13 bộ vị quan trọng. 13 bộ vị này là gì? Các anh em dễ nhớ lắm. Nhớ đời người là một đường thẳng. Đời người là một đường thẳng. Nó kéo dài từ đây cho đến đây nè, đúng không? Thì 13 bộ vị này á, để dễ nhớ, nhiều người học cái này người ta không có nhớ được, nhưng mà chỉ các bạn dễ nhớ nhất là gì? Đầu tiên là thiên trung, xong rồi thiên đình, tư không trung chính, là xong cái phần đầu. Thì cái phần này á là cái phần mà thiên trung, thiên đình, tư không trung chính là cha, là mẹ, ok chưa? Cha là mẹ, xong rồi cuộc đời còn nhỏ của chúng ta nó nằm ở trên đây. Bắt đầu từ cái phần mà thượng đình đến cái phần trung đình thì nó có cái cầu nối ở cái chỗ là ứng đường sơn căn. Ứng đường sơn căn, trung đình bắt đầu tới cái chỗ ứng đường sơn căn rồi mới niên thượng họ thượng trưởng đầu, là xong cái trung đình, đúng chưa? Vậy thì ở cái cầu nối giữa cái phần lúc mà chúng ta từ nhỏ cho đến cái lúc mà chúng ta, cái phần nhỏ này là chúng ta nhận cái phước đức từ đời trước, từ ông bà gì đó. Nhưng mà đến cái phần trung đình là chúng ta phải sống bằng cái cuộc sống chúng ta rồi. Thì đây là cái phần giao nhau giữa trời và người. Giữa trời và người. Vậy nếu như giao nhau giữa trời và người này mà ở cái phần giữa này là cái phần ứng đường. Ứng đường và sơn căn mà nó bị khuyết, bị lõm, có nốt ruồi hay có vết sẹo hay có gì đó cắt ngang thì rất là xấu. Nó giống như là một cái tiền, giống một tiền nó chảy từ trên, cái may mắn nó chảy từ trên chạy xuống ở trên đây rất là đẹp nè. Tự nhiên nó chảy từ trên chạy xuống, tự nhiên đây có vết nốt ruồi nó chặn lại. Hay là có cái nó bị gãy khúc hay gì đó thì nó rất là xấu, nhưng mà nó bị đứt khúc đấy. Cho nên xấu nhất là cái ấn đường và cái sơn căn, là cái mũi nè, từ ấn đường sơn căn đến niên thượng họ thượng chuẩn đầu của cái mũi nè. Thì đây là cái phần rất là quan trọng trong trung đình, chúng ta phải cố gắng chúng ta giữ. CZ thì thấy rất là đẹp ở phần này, CZ không bị gãy khúc phần này, ok chưa? Qua hết cái phần trung đình là chuẩn đầu rồi, chúng ta sẽ đến cái phần hạ đình ở dưới, là bắt đầu mới đến này. Nhân trung, miệng là khỉ cân, xong là tới thừa cương, rồi tới địa cát, ok chưa? Rất dễ nhớ, đúng không? Học 13 cái đường này. Vậy thì ý nghĩa của 13 đường này là cái gì? Thiên trung nó được coi là gốc đẹp nếu như mà nó đầy đặn sáng sủa, dấu hiệu cho biết cái thuở nhỏ cha mẹ sống như thế nào, có song tàn hay không. Nếu mà cái thiên trung của các bạn là cái phần chán mà nó thấp lõm lệch lạc thì thời thơ ấu không được đầy đủ, thiếu tình thương, cái này các bạn
xem cái file này, nát tôi sẽ up trong 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 nhóm học viên. Các bạn dùng cái này, các bạn xem qua và các bạn thử chiêm nghiệm lại bạn bè, người thân các bạn hỏi khéo họ. Ví dụ như các bạn thấy một số người bạn bè các bạn mà cái phần thiên chung này nó bị khuyết hãm, nó không có đẹp, thì các bạn hỏi thử hồi nhỏ sống vất vả hay không, bố mẹ có hòa thuận hay không, các bạn hỏi thử đi, rồi các bạn cần chiêm nghiệm lại sẽ ứng lại ứng tỷ lệ chính xác. Cá nhân tôi á, tôi chiêm nghiệm là tỷ lệ chính xác là đến 80-90 luôn á các bạn, đến 80-90 luôn á. Đấy, đó là thiên chung nè, thiên đình là phần giữa chán, tiếp dưới của thiên chung là chủ về cha, mà thiên đình là chủ về mẹ. Vậy thì bây giờ làm sao biết thiên chung hay thiên đình? Các bạn lấy một lóng coi, các bạn đo, các bạn cứ lấy một lóng coi, các bạn đo từ trên chán, các bạn đo xuống, đo ở trên là thiên chung, rồi tới thiên đình cứ đo xuống như vậy là chuẩn nhất, dễ nhất, ok chưa? CZ thì ấn đường lõm, không phải nha, cái đó không phải là lõm. Các bạn nhìn thấy nó đeo mắt kiến như vậy, thật ra nó không là lõm. Lõm là khác nữa. Lõm là ở giữa cái phần này nè. Cái này các bạn thấy nó đi một lèo như vậy, đâu gọi là lõm đâu. Lõm là từ hai con mắt này qua đến đây nó bằng phẳng luôn á các bạn. Có nghĩa là mũi tạc á, giống cái dạng mũi tạc ở đây nè, nó bị lõm xuống. Mũi tạc ở đây là nó mũi nó tạc thì không nói, nhưng mà ở phần này nè. Có những cái người nha các bạn, cái mũi của họ từ đây nè lên tới đây là một đường thẳng, gọi là mũi không thiên á. Mũi không thiên là mũi một đường thẳng, những người này cực kỳ tốt, tại vì toàn bộ cái phước đức ông bà hay ở đâu nó xuống một đường thẳng đến trung vận của họ luôn, có nghĩa là sinh ra để đùi là bạch đích đó. Các bạn biết, các bạn không tin, các bạn coi cái mũi của Lý Quý Khánh. Ở đây có ai biết Lý Quý Khánh không? Gia tộc Lý Quý là một trong những gia tộc mà giàu mấy đời, giàu ba đời bốn đời. Nhìn cái mũi của nó đi à, đó, nhìn những người đó tỷ lệ chuẩn rất cao. À, còn nữa, làm ơn làm phước đừng gửi, sau cái buổi Zoom này đừng có gửi hình của mấy ông cho cô nha. Mới đây tôi thấy có một ông gửi hình của chữ trước á, cô có rảnh cô coi cho mấy ông nha, chúng ta không có thân nhau lắm đâu. À, cô phải làm mình thân thiện, hôm nào Zoom học xong rồi tự coi bản thân, tại vì cái tối kỵ nhất của nhân ứng là đi coi xong rồi đi phán cho người ta hoặc là thu tiền đó. Cho nên thà các bạn học kiến thức xong các bạn tự các bạn coi, đừng có anh ơi anh coi giùm cái mặt của em như vậy, má dễ điên lắm nha. Tôi cố mới kiên nhẫn, tại vì khi mà các bạn học cái nhân ứng này các bạn thấy cái mặt tôi y chang hiện trên đó à, học dần dần ra y chang ra hết rồi. Hay lắm cái này, các bạn học nhiều rồi, cô nói các bạn á, nhiều khi các bạn học nhiều rồi các bạn sợ lấy vợ luôn á, tại vì nhìn bà nào cũng có vấn đề đó. Nhưng mà bản chất sau này hiểu càng sâu càng rộng rồi mới biết là con người không có hoàn hảo, không có ai hoàn hảo hết, được cái này mới cái khác, vấn đề là chấp nhận hay không chấp nhận, chỉ như vậy. Em gãy ngay khúc mũi ngang, ngay mắt rất xấu, khá xấu, nhưng mà cái đó là xấu về cái vị trí đó thôi, còn phải coi cái gương mặt của em cân xứng như thế nào nữa. Thì thường là phải coi tổng thể gương mặt của em nó như thế nào là mới biết được. Đó, rồi, tiếp đến cái phần ấn đường. Đây là cái phần ấn đường này, các anh em chú ý phần ấn đường này. Cái ấn đường này nó là khoảng cách giữa hai cái đầu lông mày, là nơi trung gian giữa trán với mũi. Ấn đường nó có nhiều cái dạng. Các bạn học những cái lớp nhân ứng khác á, họ không có dạy chi tiết như vậy đâu. Họ không có nói chi tiết cho ấn đường hình này hình nọ đâu, không vậy. Đúng không? Bạn học nghiệm xem họ dạy tổng quan hoặc là họ dạy chuyên về âm tướng. Nhưng mà âm tướng là một trong những cái rất là khó. Chỉ có những cao thủ thì người ta mới học về âm tướng và người ta đi trải nghiệm cái đó. Chứ còn những các bạn mới học, các bạn làm sao mà học âm tướng rồi đi ra được. Các bạn phải biết về hình tướng, ví dụ chi tiết. Cho nên có nhiều cái khóa học về nhân tướng nó bị khuyết cái chỗ đó đó. Nó bị khuyết chỗ đó, nó toàn đi vô âm tướng không à. Hình tướng nó không đi vô là sai, mặc dù âm tướng là đúng, là quan trọng. Nhưng mà không biết về hình tướng thì càng chết. Tại vì đây là cơ bản. Cho nên bây giờ nè, ấn đường nó có nhiều cái hình dạng. Ấn đường mang lại cái vận, nếu như nó mà u ám, sáp đen thì không tốt. Có nốt ruồi ở hai bên trái và phải thì nó bị chủ về cầu tội. Cho nên nhiều ông mà ngay cái ấn đường này mà có hai cái nốt ruồi thì đi phá đi. Đi phá đi. Sống đàng hoàng chút. Tại vì nó có cái màu là vô bốc lịch. Ok chưa? Lông mày giao nhau thì có ảnh hưởng gì hay không? Có. Thường lông mày mà giao nhau phải coi đậm hay nhạt. Lông mày này thế nào gọi là giao nhau? Nếu mà nó dính với nhau, có lông ở giữa, nó dính với nhau quá dễ. Có những cái người mà lông mày, chân mà lông mày này là họ rất là sát với nhau. Sát hay không, các bạn đưa hai cái ngón tay
các bạn đưa hai cái ngón tay các bạn kê lên mà các bạn thấy nó vừa khít là không sao, nhưng mà nó lứng vô trong không vừa khít thì gọi là sát nhau. Thì những người đó rất là keo kiệt, tính toán chi ly. Mấy chị mà gặp lấy chồng thì né mấy thằng đó ra, chơi bạn bè gặp mấy thằng đó nó tính dữ lắm nha. Bây giờ mà là gặp mấy thằng lông mày rậm nữa thì càng mệt nữa, nó sẽ nói lên cái điều khác nữa. Em có nốt ruồi một bên ứng đường mà ngày càng mờ dần càng tốt, nếu mà ngày càng mờ dần là tốt, em phá luôn đi càng tốt, chỉ sợ là nó lộ quá là không tốt thôi. Ok chưa? Rồi ứng đường nó có nhiều cái dạng, ứng đường nhiều dạng, hình thang gấp khúc nè, nhăn ngang cái sân căn đây là cực kỳ xấu, có nứt có nếp nhăn ngay cái sân căn chỗ này cực kỳ xấu, hình chữ bát không, rồi nhăn thẳng dọc có nghĩa là ngay ấn đường có một đường thẳng luôn, cái này rất ít người có mà đây rất là xấu. Giữa ấn đường là đầu lông mày nó có một đường thẳng như đây, hoặc là chữ ít nè, đó ở đây cũng như vậy nè, ngang hai đầu lông mày một đường ngang, ở đây là vầng trăng thì khá đẹp, khá ok. Bây giờ chúng ta tìm hiểu nha, tìm hiểu về ấn đường này rất là quan trọng trên bộ vị gương mặt. Nếu như có một cái đường á, một đường vạch thôi thì cái này nó gọi là luyến châm văn. Người mà bị một đường như vậy gọi là luyến châm văn, thì những cái người này thường xung khắc vợ đàn ông mà có cái đường này xung khắc vợ. Các bạn hỏi chán dồ thì sao? Cái file này tôi nói rồi nè, chúng ta học cái tổng quan trước, rồi sắp tới vô đến chi tiết bên trong từng cái á, thì chúng ta học. Các bạn hiểu không? Cái này các bạn phải nắm được cái tổng quan này cái đã, rồi mới đi chỉ cái bên trong từng cái. Sắp tới có nhiều cái đạn chán lắm, chán tròn, chán dồ, chán lòi, đủ loại chán hết. Ok chưa? Bây giờ đang học đến cái ấn đường. Cái ấn đường này á, nếu mà có một cái đường vạch như vậy, cái gọi là lời luyến châm văn, thì những đàn ông mà bị cái này rất là xung khắc. Tôi có một cái chị, tôi quen một cái chị này làm về bao bì ở Bình Dương á, cô nói các bạn á. Thì chị này vừa rồi có cho tôi xem cái hình của một cái ông, tôi hỏi, tôi thấy cái ông này có con vạch này, tôi hỏi ạ. Chị định ông này là ai, bồ chị hay gì, thì bà mới nói tôi là chồng cũ của chị. Thì đúng như rằng luôn là có con vạch như vậy, chồng cũ của chị. Mà hiện giờ á, cái ông chồng này đã lấy người thứ hai rồi và cũng đã đi dị luôn rồi, có nghĩa là đi dị hai lần. Có nghĩa là cái người mà có một cái gạch như vậy là xung khắc vợ. Ok chưa? Nhưng mà những cái người này rất là cá tính nha các bạn. Họ rất là cá tính, ý chí của họ mạnh mẽ và làm việc có tinh thần trách nhiệm cao. Chính vì cái này nè, cho nên cái tính cầu toàn của những cái người đó rất là nhiều, các bạn hiểu không? Cho nên nhiều khi trong cái đời sống vợ chồng họ khó khăn, họ gọi là hơi gọi là gì? Gia trưởng một chút. Ok chưa? À, những người như vậy ha. Rồi tiếp. Có người là nó có hai vạch ở đây. Thì hai vạch ở đây cái từ chuyên môn á, một vạch là luyến châm văn, từ chuyên môn hai vạch nó gọi là sự nghiệp ba đào. Sự nghiệp ba đào không phải là có ba cô đào để ôm đâu. Sự nghiệp ba đào có nghĩa là vắt vên, sự nghiệp lên xuống, các bạn hiểu không? Sự nghiệp lên xuống. Những cái người mà thường có cái hai vạch như vậy thì cha mẹ sớm buôn cậu tứ phương. Có nghĩa là đời vất vả, buôn cậu tứ phương. Cá tính, tính thì là người cá tính nè, tính nết buông. Cá tính thì là cái cá tính của những người đó thì là tính nết buông thả, không kiềm chế được, khó tránh khỏi yểu cử, có người là chết yểu dưới 30 tuổi. Đây là một trong những cái sai mà ở đây không có dạy sai, cái dữ liệu này không hề sai, nhưng đây là một trong những cái sai của những người học nhân ứng, có nghĩa là nhìn vô cái này xong mà chúng ta nghĩ cuộc đời họ như vậy luôn là chưa chắc. Cho nên ban đầu hồi nãy tôi mới nói là phải nhìn đắc cách hay không đắc cách. Nói là nhiều khi nó những cái người đó có cái này nha các bạn, có cái này nhưng mà trên cái ánh mắt á, và cái mũi của họ tốt, họ tốt trên gương mặt của họ hài hòa, thì lúc đó những cái này nó không là gì cả, nó sẽ bù trừ lẫn nhau, nó sẽ thay đổi được ha. Đấy, đây là cái ứng đường. Rồi đặc biệt cái ứng đường mà hình chữ bát cái kiểu này nè, hoặc là chữ bát này, hoặc là ba vạch nè, hoặc là ba vạch thì người ta gọi á, ba vạch này gọi là sự hai vạch này vẫn là hai vạch nè, thì gọi là sự nghiệp ba đào. Nếu mà cái dạng này á thì ngoài 40 tuổi mới khỏa nguyện bình sinh, có nghĩa là phải 40 tuổi mới khá lên được. Cái tính cá tính của những cái người này là tư lự, tập trung, tư tưởng dễ dàng và có ý chí mạnh. Nếu mà ba vạch á thì là mệt lắm, gọi là loạn văn thì chủ về phá sản, khắc vợ, sống xa quê thì mới có ăn có mặt được. Các bạn còn nhớ cái hình mà lần trước Zoom nhóm cộng đồng tôi có cho các bạn coi cái thằng mà nó đi
trên trên Facebook nó up cái đoạn mà cái thằng mà nó đi karaoke á, nó đi karaoke á mà nó không trả tiền, nhớ không, nó qua đây không trả tiền mà nó cái dạng không muốn trả tiền á. Đây nè, thì cái thằng đó nó đang có cái ấn đường ở đó đó. Đây tôi mở lên đây đó, các bạn gửi link đúng rồi đấy bạn này, các bạn nhìn nè, cái thằng này nè, các bạn nhìn cái gương mặt của ông này nha, rồi lát chúng ta học tới, chúng ta tới đó luôn đó. Đây các bạn thấy ba bạch không, thanh niên đi karaoke quỵt tiền cả tiền cây vịnh thì chịu rồi, các bạn thấy hèn không, má mang tiếng đi karaoke này nó ăn mặc bảnh bao vậy mà tiền của mấy em cái viên của quỵt nè, ba bạch nè. Các bạn thấy không, ba bạch đúng không. Rồi tiếp nhìn nhìn cái gương mặt của thằng này xem, nhìn cái gương mặt của người này xem nha, ngoài ba bạch đó ra thì các bạn nhìn nè, nó thể hiện hết á, nó thể hiện hết đó. Học nhân tố rất là thú vị, học nhân tố rất là thú vị, học nhân tố rất là thú vị, nó sẽ cho chúng ta nhớ giống giống như phân tích kỹ thuật đó, nó sẽ cho chúng ta nhìn được rất là nhiều cái hay lắm đó. Nhìn cái gương mặt này xem, nhìn cái gương mặt này xem, các bạn thấy cái thượng đình ok không, chán ok đúng không, đến cái trung lình hai cái chỗ này là bắt đầu gồ lên nè, hai cái gò má gồ lên nè, cái mũi này cũng không gọi là đẹp lắm nè, ok chưa, cái hậu vận không có nha, cái hậu vận ở đây không có cái quyền cốt tai phủ, cái tai cốt hạ phủ không có, tai cốt hạ phủ quyền cốt trung phủ á, thì còn có nhưng mà không có đẹp, ở đây nó không có, nó gồ lên chứ không gọi là đầy đặn hết cả cái phần này, bạn thấy không. Rồi cái gương mặt này nha, cái gương mặt này các bạn nhìn ở thượng đình, ở trung đình nó to hơn, ở hạ đình thì nhỏ lại, thượng đình bằng trung đình to hơn hạ đình nhỏ, nhớ gương mặt này một lát chúng ta học đến cái bài đó chúng ta có cái hình của ông này luôn, ok chưa. Rồi tới cái phần ấn đường thì chữ bát là cái kiểu này nè, đàn ông thì sự nghiệp vất vả cả đời, nữ thì là không hạnh phúc, cho nên phụ nữ các bạn bớt nhăn, nó chỉ bớt nhăn lại, nếu mà phụ nữ mà hay có cái vết này thì coi chừng sự nghiệp không hạnh phúc, không hạnh phúc đó. Ấn đường gấp khúc, cái này có những người có nè, những cái người mà có ấn đường gấp khúc như vậy á, có gấp khúc nhưng mà lại mềm mại uyển chuyển như con rắn, chứng minh chứng tỏ bạn thuộc cái tuýp người giỏi kinh doanh buôn bán, khéo làm ăn, gặp gặp may mắn được lộc trời ban, nhưng cuộc đời dễ gặp hoạn nạn, chết bất đắc kỳ tử. Có nghĩa là các bạn nhìn những cái người mà một số người đàn ông á, một số người đại gia á, họ sẽ hay có cái ấn tượng như vậy, họ sẽ hay có cái ấn tượng như vậy, có nghĩa là họ làm lớn nha các bạn, họ làm lớn nhưng mà nhiều khi họ tham quá đó các bạn, họ tham quá thì họ làm lớn, họ tham quá thì họ gặp thuyền lớn sóng to, thì có những cái mà họ sẽ bị ảnh hưởng tới cái tính mạng bản thân của họ. Và đây là cái đặc biệt những cái người mà mặt tròn là cái tiếp người làm chủ mà có cái ấn đường này nữa thì rất là giàu, rất là giàu, nhưng mà cái thọ thì chắc có, sắp tới chúng ta học sâu trong chúng ta sẽ học ba cái phúc lộc thọ, ba cái đó cái thằng nào mà nó chồi lên thì hai thằng kia nó ít lại, hoặc là hai thằng kia mà nó nhiều quá, ví dụ như phúc lộc các bạn có nhiều quá tự nhiên tuổi thọ nó không có, thì cái kiểu đó như vậy ấy. Ấn đường nếp nhăn hình vầng trăng, đặc biệt ai mà có ấn đường nếp nhăn hình vầng hình nhìn đường ta nhìn trông như vầng trăng á, thì chủ nhân của nếp nhăn này tính tình ôn hòa, quang minh chính trực, cư xử đúng mực nên được lòng mọi người xung quanh, chính vì có tâm sáng lối hành xử lương thiện nên tuổi thọ người này khá cao, người này phù hợp làm chính trị nếu đi đúng hướng, có quý nhân phù trợ. Có nghĩa là ấn đường có nếp nhăn hình vầng trăng là như vậy nè, các bạn thấy không, Beckham á là một cái dạng như vậy, có hình vầng trăng, có ấn đường như vậy, ok chưa. Đó các bạn nói em có cái vết đó trên trán, chúc mừng em, nếu mà em có thì chúc mừng em có trước 30 tuổi hay là sau 30, nếu mà sau 30 thì có. Đây ấn đường một một vạch ấn đường ở đây ha. Đàn ông mà có cái nếp nhăn này thì thường công thành danh toại, làm nên sự nghiệp ngoài trung vận, phụ nữ thì trực tính, đời sống tình cảm hôn nhân vì thế cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, có nghĩa là cái tính tình thẳng tính quá, phụ nữ mà có cái vết như vậy tính tình rất là thẳng tính, cho nên đời sống hôn nhân gia đình không phù hợp lắm, không 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 hạnh phúc lắm. Rồi đấy,
CS có 3 đường luôn. À, 3 đường là dạng khác, 3 đường cũng là code đấy. Đây nè, 3 đường nè, 3 nếp nhăn nè. À, người này thì sống rất thọ, cơ thể dẻo dai và cường tráng, số mệnh cát tường. Dù có xảy ra bất cứ tai nạn nguy khốn kinh hoàng đến mức nào đi chăng nữa, họ vẫn bình an vô sự. Ok chưa? Tuy nhiên, nếu cả ba nếp nhăn này kéo dài xuống toàn bộ vầng trán thì chủ nhân xung khắc với người thân trong gia đình. Chủ nhân xung khắc với người thân gia đình thì CZ là hình như cũng có cái ba cái đường này á. Hai nếp thì sao? Hai nếp cũng tương tự như vậy. Ấn đường hình chữ X à, hình chữ X. Nếp nhăn này ai mà có thì báo hiệu cuộc đời thăng trầm khốn khổ, vào tù ra tội, số mệnh đông đông. Cái này có ai có không? Hy vọng trong đây không ai có ha. Không ai có, cho nên ở đó ông bà chúng ta hay nói con nít đó, cố gắng giữ cho cái chán của nó, đừng có vết sẹo là như vậy á. Cái này rất là xấu. À, bây giờ 10 giờ rồi sẽ không kịp, chắc cái này hôm sau học chuyên sâu về, mình chuyên sâu mình lướt sơ qua cái này. Chuyên sâu hơn. Bộ vị quan trọng. À, bây giờ 10 giờ rồi. À, vì một lát 10 giờ rưỡi thì tôi có cái buổi đi xem phim. Chắc hôm sau học tiếp cái phần này đi. Đến cái phần gương mặt nè, phần này mới là hay mà không đủ giờ. À, gương mặt của con người được chia ra theo ngũ hành, nó gồm có kim mộc thủy hỏa thổ. Cái người có gương mặt mộc á, là các bạn nhìn á, cái người gương mặt mộc là cái mặt giống như phần cuối nó nhọn nè, cái phần càm nó nhọn. Phần càm nó nhọn. Ok chưa? Gọi là mặt mộc. Mặt mộc thì gì ạ? Mặt mộc thì chúng ta nhìn cái hình dạng đó là gì, là thun, là thôn, là tròn, à, phải tròn mà là thon, dài, mỏng. Tức là nhìn cái mặt họ dài ra, nhìn mặt họ dài nhưng mà cái càm của họ là phải nhọn. Ok chưa? Thì những tính cách của những cái người này á, là những cái người này thì kiên nhẫn, nhân đức, hiểu biết, rộng lượng, tốt bụng, suy nghĩ thận trọng, đưa ra quyết định. Đấy. À, cái nghề nghiệp phù hợp với những người này là về giáo dục, dịch vụ, quản lý tài chính, kết hợp với kim thì khá ok. Phá ứng của những người này là gì? Là miệng quá rộng. Có nghĩa là gì? Đây là mặt mộc mà cái miệng của họ là thủy. Thủy mà quá lớn, quá rộng thì nó không tốt cho mộc. Được chưa? Đơn giản như vậy đó. Gò má quá lớn. Hai gò má, mặt mộc mà bây giờ cái hai gò má đều quá lớn thì không còn là mặt mộc này nữa. Thì cái này hôm sau chúng ta học chuyên sâu hơn, mình lướt sơ qua để các bạn biết về cái gương mặt. Hồi nãy mình mới nói là một số cái gương mặt là những người làm chủ là cái mặt tròn, là mặt thủy tinh, mặt tròn. Đây là cái tính của những cái người làm chủ. Cái mặt này dễ nhìn lắm, các bạn nhìn mấy ông đại gia này là cái mặt của họ thường là như vậy, tại vì họ có cái kiếp người là doanh nhân. Những cái người mà có gương mặt tròn này thì dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh, à, thích nghi cao, nhanh trí, rất thông minh, người cơ hội, khao khát quyền lực, vô nguyên tắc. Đặc biệt những cái người mà các bạn nhìn nha, những cái người mặt tròn và những người làm chủ, họ sẽ không nguyên tắc. Nguyên tắc thì họ sẽ không làm chủ, nguyên tắc họ làm nhân viên. Những người không nguyên tắc họ mới làm chủ. Nghe chưa? Trước đây tôi, các bạn biết không, trước đây cái gương mặt của tôi nó không phải là mặt tròn. Sau này mới như bà xã tôi gọi tôi là mặt nồng á, hay nói đùa cái mặt nồng á. Trước đây cái mặt tôi phải là mặt tròn. Trước đây cái mặt tôi là mặt kim. Mặt kim là mặt của viên chức. Nhưng sau này á, thời gian sau tự nhiên cái thay đổi cái công việc của tôi, cái tâm tính tôi nó thay đổi, nó làm cho tôi hình mặt tròn. Cho nên mới nói là tâm tướng nó thay đổi hình tướng là có thật, là có thật, bản thân tôi trải nghiệm mà có. Đấy, vậy thì các bạn nhìn nhìn những cái gương mặt này có biết được những cái ngoài năm cái gương mặt ngũ hành ra nó sẽ có đến 10 chữ về chữ Hán tự. Chúng ta nhìn gương mặt của những người đó, chúng ta biết những người đó là thuộc cái tiếp người là làm doanh nhân, đầu tư được hay là làm nhân viên thôi. Ok chưa? Hay là trade được hay gì đó. Nhìn trên gương mặt này nó ra. Ha. À, gương mặt chữ Kim nè, là chữ gương mặt viên chức nè, hơi tròn, cấu trúc xương rõ ràng. À, cái gương mặt này thì là tính thì công bằng, ngay thẳng, vị tha, can đảm, mạnh mẽ, quyết đoán đó. Những cái này cô đọc là cô biết tốt là tôi rồi đó, không tại vì toàn tốt không à. Rồi, nghề nghiệp thì là công việc hợp pháp, chính quyền, làm về những cái việc mà quan chức này nọ là ok. Bẩm sinh là người lãnh đạo, trời sinh là người lãnh đạo. Cái này các bạn coi xong các bạn nhìn lại những cái gương mặt của mấy ông làm bên quan chức để các bạn nhìn, thú vị lắm nha, thú vị lắm ơi. Chuẩn rất chuẩn luôn á, cực chuẩn luôn á. Đấy. Đó. Phá tướng là gì? Là đôi mắt có cái lông mày dày rộp hoặc là sụp xuống, càm hẹp, chán không phẳng. Còn đây là cái gương mặt hỏa. Gương mặt hỏa tiếp người này là dành để làm nghệ thuật. Ví dụ như cái mặt của ai các bạn?
Bạn nghiệm xem cái mặt của ai. Nghiệm đi. À, thì tính cách của những người này là sự chân thành, phong thái tao nhã, ứng xử tốt, có khả năng tác động, truyền cảm hứng cho mọi người. Nhưng mà bị cái là thùng rỗng kêu to. Thùng rỗng kêu to. À, đây là gương mặt của người hỏa. Đấy. Nghề nghiệp của họ kết hợp với giải trí, nghệ thuật, truyền thông nè, lĩnh vực liên quan đến cộng đồng nè. Làm nhà hùng biện cũng ok nè. Ok chưa? Cái gương mặt này là biết ai không? Ông gì Kinh Long á, ông gì mà đầu chọc á, mà mấy ông chửi quá trời chửi á. Người ta dạy khóa có 300-400 triệu chứ mấy, mấy ông chửi người ta dữ cái gì. Đó, ông nào á. 1 tỷ gói mè đây, nó chính hắn đấy. Nhìn cái gương mặt đi. À, miệng rộng là phát ứng, là miệng rộng, nếu mà miệng rộng là phát ứng. Đây giờ rồi đây là gương mặt này, quan trọng là gương mặt hổ. Đây là gương mặt phải lưu ý. Mấy ông mấy bà coi lại hết những cái gương mặt của mấy thằng mà gây án thì hầu hết 10 thằng có 7 thằng là gương mặt này. Gương mặt này là cái gương mặt làm lớn nha. Đây, mặt này trông giống như một cái tảng đá lớn vậy đó. Này máu cái mặt mặt to đúng không? Mặt to chứ không phải mặt tròn nha, không phải mặt tròn đây, mặt to nha. Mặt này giống một tảng đá lớn vậy đó. Khuôn mặt rộng, miệng rộng, mũi lớn, tai lớn, lông mày mảnh gọn. À, giống như vuông, giống như hình vuông lớn. Cái gương mặt này nếu mà lông mày rộng nữa mà mắt sâu nữa, né mấy thằng này ra. Mấy thằng này nó giết người, nó cái giả tâm nó lớn lắm á. Né những cái đó ra. Thì cái tính cách của những người này là trầm tĩnh, sống theo bản năng, khá im lặng, dè dặt, hay cố chấp. Nếu đặt đúng chỗ thì đầy mưu lược và đặc biệt rất tàn nhẫn, tranh mãnh, quỷ quyệt. Nghề nghiệp phù hợp là làm những cái công việc cần sự tin cậy cao và giữ bí mật tuyệt đối được, này tin được và làm chính trị. Cho nên cái gương mặt này nói là những cái người làm lớn, những cái người làm lớn được, thủ đoạn được. À, cái này thú vị lắm. Học dần dần xong rồi chúng ta chiêm nghiệm lại xem gương mặt của mỗi người như thế nào, còn những cái người xung quanh chúng ta như thế nào ha. Ở ngoài cái gương mặt này ra là cái này, cái cách nhận diện nè. Đó, cái cách nhận diện nè. Cái này là mặt mộc nè, đúng không? Đây mặt hổ nè, mặt thủy tinh nè, hình tròn nè, mặt kim nè, đúng không? Mặt hỏa nè. Ok chưa? Rồi mới đến cái 10 cái tướng pháp trên gương mặt. Thôi bây giờ trễ rồi, 10 giờ 10 rồi. Để cho con ngưng ở đây. À, nhưng mà nhìn chung anh em mình học hết những cái gương mặt này rồi, hôm sau chúng ta sẽ có những cái buổi nữa chúng ta ôn lại. Học hết những cái gương mặt này rồi thì chúng ta xem được rất là nhiều thứ. Mà nhắc các anh em nha, xem thì đừng có phán bậy bạ tội nghiệp người ta. Chúng ta hãy học theo cái lối là chiêm nghiệm, giả bộ hỏi đó. Giả bộ hỏi gia cảnh sao làm sao, vợ chồng sao làm sao, con cái làm sao, công việc làm sao, hỏi thử. Để chúng ta biết là những cái mà chúng ta học á, nó có đúng với, nó có áp dụng được hay không, nó có phản ánh đúng hay không, để chúng ta biết là nó có đúng hay không, có hiệu quả hay không. Chứ đừng có mang cái suy nghĩ là học cái đó để đi xem tướng cho người ta nha. Thôi ok, bye mấy anh em nha, 10 giờ 10 rồi. Hôm sau đi, hôm sau học tiếp. Sau bên trong, sau phần này còn nhiều lắm. Cái slide này còn nhiều lắm. Tôi còn chưa soạn xong đấy. Đây. Ví dụ như hồi nãy có cái gương mặt, đây là gương mặt nè. Gương mặt này, gương mặt là làm tướng. Gương mặt vương, hình chiếc vương. Đấy. Hôm sau, học sau rồi bên trong sau. Mời ba anh em nha.